Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Tập 122. Đây giống như đốt cháy giai đoạn, một hạt giống phải trải qua gió mưa mới có thể lớn lên một cách khỏe mạnh, nếu chỉ quan tâm đến tốc độ mà bỏ qua chất lượng thì cuối cùng cũng sẽ khô héo. Nhưng mấy người Mạnh Hồng Nho thì không giống vậy, mỗi một bước đi của bọn họ đều vững chắc như đá, trải qua tháng năm vô tận, cùng với hàng vạn trận đại chiến như những lễ rửa tội, mới đi được đến ngày hôm nay. Tiêu Chính Văn đâu thể hiểu được những gì bọn họ đã trải qua. Cũng giống như việc một thanh niên 20 tuổi, sao có thể hiểu và nhìn thấu được những gì mà ông lão 70 đã trải qua. Cậu có biết, tất cả mọi vật trên thế gian này vốn là thời không luân hồi, tôi đã trải qua mấy trăm năm mới hiểu rõ được đạo lý của đất trời, đạt đến cảnh giới quy chân, nhưng làm sao mới có thể hòa nhập vào quy chân. Chẳng qua cũng chỉ là cái tôi của sinh linh vạn vật mà thôi. Mạnh Hồng Nho cao ngạo đứng trên không, ánh mắt nhìn xuống dưới hệt như đang nhìn mấy con kiến bé nhỏ. Giờ phút này, quanh người ông ta được hào quang thần thánh chiếu rọi, trông hệt như thiên thần. Dường như, cả trời đất này đều nằm gọn trong lòng bàn tay ông ta. Tiêu Chính Văn giơ tay lên không trung, con dao quân đội năm cạnh bắn ra nhưng không thể làm ông ta bị thương chút nào. Mà ngược lại, một luồng uy áp còn mạnh mẽ hơn ập thẳng xuống. Con dao quân đội năm cạnh như đâm rách không khí, không thể gây nên bất kỳ uy hiếp gì với Mạnh Hồng Nho. Sao nào, chẳng lẽ cậu vẫn không hiểu ư? Xem ra cậu cũng chỉ là một thanh niên trẻ có chút thành tích mà thôi, trước đây tôi đã đề cao cậu quá rồi. Cậu có biết rằng, thứ mà con dao quân đội năm cạnh kia chém vào không phải là tôi mà là trời đất này, là vạn sự vạn vật trong đất trời. Cậu sao có thể chém hết được chứ? Mạnh Hồng Nho khinh bỉ mỉm cười. Mắt liếc nhìn Tiêu Chính Văn. Thật ra nhát dao vừa nãy của Tiêu Chính Văn đã rất khủng khiếp, cho dù là cao thủ đế cảnh cấp 4 cũng có thể bị thương. Tiêu Chính Văn không hề hoảng hốt, anh vung tay lên, thu hồi con dao quân đội năm cạnh vào tay áo. Sau đó, anh nhìn về phía Mạnh Hồng Nho bằng ánh mắt đầy hứng thú. Không ngờ ông cũng có khả năng lĩnh ngộ đến vậy, đúng là vượt xa hơn những gì tôi đã đoán. Dù nhân phẩm cũng chả khác phường cướp bóc là bao. Nhưng khả năng lĩnh ngộ đúng mạnh hơn trước kia nhiều đấy. Đôi mắt sáng trong của Tiêu Chính Văn cũng toát lên sự nghiêm túc. Bởi vì nếu so sánh thì phương diện đạo cảnh của Mạnh Hồng Nho vẫn chưa vượt qua Tiêu Chính Văn, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chính Văn gặp phải đối thủ ở cấp bậc này. Dẫu sao, một đối thủ có thể lĩnh ngộ được cảnh giới quy chân thì hoàn toàn khác với những kẻ bình thường khác. Có thể nói, thật sự nắm giữ được quy chân thì sẽ hiểu được khởi nguyên và nền tảng của thế giới này. Mỗi một ý nghĩ hình thành cũng có thể khiến cho một phần thế giới chao đảo. Mà người chưa lĩnh ngộ đến bậc này thì nhiều nhất chỉ có thể giành chiến thắng dựa vào bản thân mình. Nếu đổi lại là người khác, kiểu gì hôm nay cũng sẽ chết trong tay Mạnh Hồng Nho. Sự chênh lệch đạo cảnh này còn khủng khiếp hơn so với sự chênh lệch cảnh giới, đến mức khó có ai lý giải nổi. Tuy nhiên, đối thủ càng mạnh, càng đáng để Tiêu Chính Văn coi trọng, đồng thời cũng có thể trở thành hòn đá mài dao tốt nhất của anh. Dẫu sao, mọi loại giác ngộ đều là phỏng đoán, mà phỏng đoán thì phải được chứng minh. Tốt lắm, khả năng lĩnh ngộ của ông cũng đủ cao để tôi coi trọng đấy. Nhưng mà cuộc chiến thật sự, bây giờ mới bắt đầu. Vừa nói, một hình thái cực âm dương khổng lồ đột ngột xuất hiện sau lưng Tiêu Chính Văn. Cùng lúc đó, anh cũng sử dụng trận pháp thiên đạo luân hồi. Cậu thật quá ngây thơ, muốn dùng thiên đạo luân hồi của nhà họ Mạnh chúng tôi để đánh bại tôi ư. Mạnh Hồng Nho đứng yên tại chỗ, trên mặt ông ta hiện lên vẻ châm chọc. Trong mắt ông ta, cho đến bây giờ, Tiêu Chính Văn vẫn chưa biết được bọn họ chênh lệch nhau như thế nào. Nhưng ngay giây tiếp theo, uy lực của thiên đạo luân hồi bỗng dưng tăng vọt lên không chỉ gấp mấy lần. Trên bầu trời vốn dĩ chỉ có hai đám khí màu đen đỏ to bằng cái mâm. Trong phút chốc nó bỗng biến thành thứ trông tựa một mái vòm ngọc. Vạn vật trên thế gian này đều có thể là thiên đạo, nhưng ông đã quên rằng, thiên đạo tựa như vạn vật mà không phải là vạn vật điều khiển thiên đạo. Trước mặt thiên đạo, chúng sinh bình đẳng, nhưng trước mặt vạn vật, thiên đạo vô tình. Giọng điệu lạnh băng của Tiêu Chính Văn vang lên. Hừ, thiên đạo, làm gì có cái gì gọi là đạo, chẳng qua mọi người đều đang sống theo bản tâm, cho nên, nhìn thì như có trời. Thực ra tôi chính là trời. Mạnh Hồng Nho phóng túng cười vang. Đó là bởi ông quá đặt nặng vào tư tưởng cá nhân, cho nên, ông không thể thấy được đạo vô hình, hay đạo là cái gì. Đó là lòng người,
cũng là trái tim của tất cả chúng sinh. Đối với bất kỳ ai, thiên đạo đều bình đẳng, đối với vạn vật cũng bình đẳng. Chỉ có ông vì lòng tham quá nặng nên mới thấy thiên đạo bất công, không có thiên đạo. Tiêu Chính Văn bất chợt hét to, tựa như đang khiển trách một đứa trẻ. Tuy đạo cảnh của Mạnh Hồng Nho và Tiêu Chính Văn không chênh nhau bao nhiêu, nhưng sai một ly đã kém xa cả ngàn dặm. Ở nơi đặt nặng cảnh giới như này, dù chỉ có một chút sai lệch cũng chênh nhau như vực với trời. Hơn nữa, ông thật sự lĩnh ngộ được thiên đạo luân hồi sao? Căn bản của vạn sự vạn vật là đâu? Dù Thành Thiên Đô hay Mạnh Hồng Nho ông, cũng chỉ là một hạt bụi trên trời. Trong thế giới vô biên này, ông không phải đất trời, cũng không phải thiên đạo. Sau khi Tiêu Chính Văn dứt lời, phong ấn màu máu xung quanh đột ngột sụp đổ, mưa sao rơi đầy trời cũng ngừng lại. Hư không dung chuyển, tất cả mọi vật bỗng chốc như tạm ngừng. Phụt, Mạnh Hồng Nho phun ra máu, ông ta liếc nhìn Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt không dám tin, cậu vẫn còn nhỏ tuổi, sao có thể lĩnh ngộ được quy chân. Tất cả những thứ này chỉ xảy ra trong một phút chốc. Cùng lúc đó, một luồng ánh sáng tỏa ra khắp trời, sát khí ngập tràn như lễ rửa tội gột rửa hết mọi thứ. Khí tức và uy áp khủng khiếp trước đây cũng biến mất hoàn toàn. Ánh mặt trời này chính là thiên đạo, chỉ dựa vào thiên uy như thần của ông mà cũng đòi cắt đứt được sao? Tiêu Chính Văn chắp tay sau lưng, dửng dưng nói. Chúng tôi quả thực không thể chém đứt ánh sáng trời đất, nhưng cũng đủ để cắt cậu thành từng mảnh. Lý Thiên Hóa vừa dứt lời, một tia sáng huyền bí phóng về phía Tiêu Chính Văn. Đòn tấn công này của ông ta mang theo sức mạnh khủng khiếp, hơn nữa, còn đem theo uy lực vô song. Ngay cả Mạnh Hồng Nho cũng bị tia huyền quang này chém thành hai. Lúc này, vô số sinh khí điên cuồng tràn vào trong cơ thể Tiêu Chính Văn, bỗng chốc, toàn thân Tiêu Chính Văn bừng lên sinh khí vô tận. Vô hình vô pháp, vô ngã vô đạo, đây mới là quy chân thật sự, mà sự thâm thúy của quy chân giống như biển cả ngàn sao, đâu phải là thứ cậu có thể giác ngộ được. Lý Thiên Hóa chế nhạo. Vậy sao? Tiêu Chính Văn mỉm cười, chắp một tay sau lưng. Đứng kiêu ngạo trên không trung, nhìn tia sáng kia chém về phía mình. Trong chốc lát, xung quanh Tiêu Chính Văn đột nhiên tỏa sáng, giống như mặt trời mọc. Đáng tiếc, ông còn lâu mới hiểu thấu được, thế nào là đạo, thế nào là quy chân. Quy chân nào mới là cốt lõi của cảnh giới quy chân? Tiêu Chính Văn cười khẩy, nói một cách bình tĩnh. Hừ, quy chân chẳng qua chỉ là giác ngộ trời đất, giác ngộ đại đạo, ngay cả nguồn gốc của sinh mệnh. Đều không có nguồn gốc. Lý Thiên Hóa lạnh lùng châm chọc. Trời đất vô tận, vạn vật không ngừng sinh sôi, cậu sao có thể giác ngộ được? Mạnh Hồng Nho cũng chế nhạo theo. Lúc này, tia sáng kia đã dừng lại trước ngực Tiêu Chính Văn, nhưng không thể nhếch thêm một tấc nào. Tiêu Chính Văn vừa giơ tay lên, chạm nhẹ một cái, tia sáng kia lập tức hóa thành cho tàn. Cậu cũng giỏi đấy, nhưng trời đất đại đạo vô tận, cậu phá được hết sao? Lý Thiên Hóa tiếp tục giễu cợt. Tiêu Chính Văn khẽ lắc đầu, nói ông chỉ biết vật chứ không biết lòng, lòng dạ con người mới là thứ khó thăm dò nhất, có thể chứa đựng vạn vật. Nói xong, Tiêu Chính Văn phất tay, đánh tan vô số tia sáng. Vạn vật có sinh có tử, đó là vòng luân hồi, sinh tử không ngừng nghỉ, đó là vòng luân hồi thiên đạo. Tiêu Chính Văn phất tay, phóng ra mấy tia sáng giống Lý Thiên Hóa. Trận chiến này so sánh về khả năng lĩnh ngộ và đấu về đạo cảnh. Mặc dù không có đao kiếm, nhưng còn nguy hiểm hơn đao kiếm nghìn lần. Vài tia sáng cùng phóng vào cơ thể Lý Thiên Hóa, ông ta trợn tròn mắt không tin nổi, nhưng nói gì cũng đã muộn, ông ta đã bị thương nặng rồi. Phụt, Lý Thiên Hóa phun ra một ngụm máu lớn tung tóe khắp trời, cơ thể ông ta càng thêm run rẩy. Tiêu Chính Văn, để tôi xem cậu đo lòng người thế nào. Vừa dứt lời, Tần Ngũ Dương đã vung roi thần chín đốt về phía Tiêu Chính Văn. Sau lưng ông ta, dường như xuất hiện một vị thiên thần kim giáp, roi thần chín đốt trong tay mạnh mẽ như núi cao, đè xuống Tiêu Chính Văn. Nhìn có vẻ như là một động tác nhẹ nhàng, nhưng nó lại âm thầm kích hoạt thiên tượng, dường như lúc này cả trời đất đều hóa thành roi thần chín đốt, nặng nề đánh về phía Tiêu Chính Văn. Hôm nay chính là ngày giỗ của cậu, giọng nói của Tần Ngũ Dương vang vọng khắp bầu trời Thành Thiên Đô, không ít người chảy máu tai vì tiếng gầm của ông ta. Cùng lúc đó, dưới chân Tiêu Chính Văn như mở ra cánh cổng địa ngục, vô số yêu ma vươn đôi tay thối giữa ra và tóm lấy Tiêu Chính Văn. Mặc dù đây chỉ là ảo ảnh, nhưng lại vô cùng chân thực.
Ngay cả Thanh Liên nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải hít sâu một hơi. Thiên tinh sát trận còn có thể đáng sợ vậy sao? Giờ phút này, trước mặt Tiêu Chính Văn giống như một biển chết, xác chết trôi nổi khắp nơi. Muốn giết chết ý chí của tôi bằng ảo ảnh ư? Thật nực cười. Tiêu Chính Văn phất tay, đám xác sống lơ lửng lập tức biến mất. Đám xác sống kia vừa biến mất, Tần Ngũ Dương cảm thấy chấn động, ngay sau đó, ông ta bay ra xa trăm mét, roi thần chín đốt và thiên thần kim giáp phía sau ông ta cũng đồng thời biến mất. Lúc này, mặc dù Lý Thiên Hóa vẫn không cam lòng, nhưng cũng hơi sợ Tiêu Chính Văn. Dù mới chỉ giao đấu vài chiêu, nhưng ông ta và Tần Ngũ Dương đều đã bị thương nặng, hơn nữa, sự hiểu biết của Tiêu Chính Văn về quy chân đã vượt xa bọn họ, kể từ khi thiên tinh sát trận khởi động, đã không còn yên ổn nữa. Trừ khi Tiêu Chính Văn chết trong trận chiến, hoặc bọn họ có người chết trong trận chiến, nếu không, trận chiến này sẽ không bao giờ kết thúc. Nói cách khác, bọn họ vốn định dùng thiên tinh sát trận để giết Tiêu Chính Văn, nhưng tình hình hiện tại đã thay đổi, rốt cuộc ai chết trọng đại trận vẫn chưa biết. Nhưng Lý Thiên Hóa biết rõ bản thân không thể làm kẻ yếu nhất, nếu không, chắc chắn sẽ chết. Sao mưa sao băng lại ngừng rồi? Muốn dùng trận pháp để nhốt tôi sao? Các ông thật ngây thơ. Tiêu Chính Văn nhếch mép, chắp tay đứng sau lưng, gió nhẹ thổi bay góc áo, uyển chuyển như người trên trời giáng xuống trần gian. Lúc này, không chỉ Lý Thiên Hóa nhíu chặt mày lại, mà ngay cả Mạnh Hồng Nho cũng sợ hãi nhìn Tiêu Chính Văn. Trước đây, ông ta thật sự không ngờ ngộ cảm đạo cảnh của Tiêu Chính Văn lại mạnh mẽ như vậy, nếu không, chắc chắn sẽ không dùng thiên tinh sát trận để đối phó với Tiêu Chính Văn. Điều này giống như mấy người ông Lão Trục Nhật và Vương Vũ muốn dùng thiên tinh sát trận để giết Mạnh Hồng Nho. Trong đại trận, không phải so sánh kỹ năng võ nghệ, mà là tâm trạng, là nhận thức về quy chân. Ai kiểm soát được thiên đạo, người đó sẽ nắm quyền chủ động tuyệt đối. Rõ ràng là bọn họ chiếm ưu thế về quân số, rõ ràng có thể đè chết Tiêu Chính Văn. Dù sao Tiêu Chính Văn cũng còn quá trẻ, sao có thể lĩnh ngộ được chân đế của cảnh giới quy chân. Chỉ cần đạo cảnh kém xa bọn họ, hôm nay Tiêu Chính Văn chắc chắn phải chết. Nhưng thực tế, đạo cảnh của Tiêu Chính Văn không hề yếu, mà ngược lại còn vượt xa bốn người bọn họ. Chuyện đã đến nước này, chúng ta cũng không còn đường lui nữa, không muốn chết thì chỉ có thể hợp lực giết cậu ta thôi, Mạnh Hồng Nho lau vết máu trên khóe miệng. Mặc dù ông ta đã bị thương, nhưng cảnh giới của ông ta vẫn cao hơn Tiêu Chính Văn, đạo cảnh không bằng, không có nghĩa là sức chiến đấu thua kém Tiêu Chính Văn. Vì vậy, trên mặt Mạnh Hồng Nho vẫn tràn ngập vẻ tự tin. Những người khác bắt đầu bao vây Tiêu Chính Văn, chỉ có Lý Thiên Hóa là yếu thế hơn chút. Dù sao trước đó ông ta cũng đã bị thương nặng, thiếu chút nữa bị đòn của Tiêu Chính Văn đánh chết. Các vị, hôm nay chúng ta liên thủ giết cậu ta, nếu đánh rắn không chết, thì không cần tôi nói nhiều, mọi người cũng biết rõ hậu quả. Nếu cho cậu ta thêm trăm năm nữa, e rằng tôi cũng chỉ như đứa trẻ trước mặt cậu ta. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ phải có người chết, nếu muốn sống thì phải liều mạng đến cùng. Mạnh Hồng Nho nhìn tất cả mọi người, ra hiệu cho mọi người không được nương tay. Những gì ông ta nói đều là thật, nếu hôm nay Tiêu Chính Văn không chết, thì không bao lâu nữa Tiêu Chính Văn sẽ giết bọn họ. Ai trong số bốn người bọn họ đều không phải là đối thủ của Tiêu Chính Văn. Giết, Tần Ngũ Dương phất tay, roi thần chín đốt phóng ra. Lý Thiên Hóa nắm chặt thanh kiếm, như một vị sát thần, lao về phía Tiêu Chính Văn lần nữa. Các người vẫn chưa hiểu nhỉ, các người đã thua ở đạo cảnh, về sức chiến. Các người càng không phải là đối thủ của tôi. Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, một tiếng rồng gầm vang vọng khắp bầu trời. Ngay sau đó, một con thương long màu tím đột nhiên bay ra khỏi ống tay áo của Tiêu Chính Văn, từ trong miệng thương long phun ra khí tức của rồng. Roi thần chín đốt và khí tức của rồng chạm vào nhau, trong chớp mắt, roi thần chín đốt đã mất đi ánh sáng, biến thành một vật bình thường. Tần Ngũ Dương vô cùng kinh ngạc. Roi thần chín đốt của ông ta là thần khí đã trải qua vô số đại trận. Vậy mà Tiêu Chính Văn chỉ cần phất tay một cái đã có thể biến roi thần chín đốt thành vật bình thường. Điều này có nghĩa là Tần Ngũ Dương đã mất đi một thứ vũ khí thần. Sao có thể? Tần Ngũ Dương nhìn roi thần chín đốt trong tay với vẻ không dám tin, trong lòng vô cùng kinh hãi. Trên đời này, mọi thứ đều là thần binh, mà thần binh cũng là vật bình thường, ông không hiểu sao. Vừa dứt lời,
một hình thái cực âm dương khổng lồ xuất hiện trên không trung, bao phủ cả bầu trời. Chương 4256 hình thái cực âm dương che khắp cả vũ trụ, sinh tử biến hóa không ngừng. Chỉ dựa vào hình thái cực âm dương của cậu mà cũng muốn tranh tài với chúng tôi ư? Đúng là vớ vẩn. Cùng lúc đó, một cao thủ cảnh giới đại đế ở phía sau Mạnh Hồng Nho đã xẹt qua và xuất hiện trước mặt Tiêu Chính Văn, vô số huyết ảnh bay thẳng về phía anh. Ông ta không tin rằng sau khi hút hết tinh huyết của Tiêu Chính Văn, đôi thái cực âm dương kia còn có thể mang lại được cho anh bao nhiêu sự sống. Một khi mất đi sự sống, Tiêu Chính Văn chỉ có con đường chết trong thiên tinh sát trận. Đây chính là điểm đặc thù của huyết tộc, cũng là điểm đáng sợ của huyết tộc. Khi đạt đến cấp độ đại đế, cao thủ huyết tộc có thể tùy ý hút tinh huyết của người khác, mặc dù không thể ngưng tụ, nhưng lại có thể âm thầm đánh bại đối thủ lớn mạnh nhất. Người nói vớ vẩn là ông mới đúng. Tiêu Chính Văn còn chẳng thèm để mắt đến những huyết ảnh. Vũ trụ vốn có hai khí, chính là âm dương, ai cho ông lá gan xem thường sức mạnh của âm dương hả? Tiêu Chính Văn bật cười, bóng lưng của tên cao thủ cảnh giới đại đế đột nhiên sững lại. Huyết ảnh của ông ta còn chưa kịp chạm đến tà áo của Tiêu Chính Văn thì hình thái cực âm dương đã lấy đi toàn bộ sự sống của ông ta. Thế nào gọi là giết người trong vô hình? Đây mới thật sự gọi là giết người trong vô hình. Vòng tuần hoàn của sinh tử. Cậu lại có thể khống chế hai khí sinh tử ư? Tuy rằng thiên đạo luân hồi là thứ đáng sợ, nhưng so với hai khí sinh tử mà nói thì căn bản không đáng để nhắc tới. Sống tức là chết, chết tức là sống, cuộc sống vô tận chính là lẽ trời. Tuy nhiên nghe có vẻ đơn giản, nhưng nếu thật sự muốn khống chế được hai khí tức sinh tử này, sao có thể dễ dàng được? Hơn nữa, giống như Tiêu Chính Văn đã lập tức biến đổi sự sống trên người đối thủ thành khí tử, giết chết một cao thủ cảnh giới đại đế trong im lặng, đây là loại cảnh giới gì? Không chỉ đám người Lý Thiên Hóa kinh hãi, mà ngay cả Mạnh Hồng Nho lúc này cũng hơi hối hận. Có lẽ ngay từ đầu, ông ta không nên đối đầu với Tiêu Chính Văn, có lẽ, nhưng vào lúc này, ông ta đã không còn sự lựa chọn nào nữa. Âm dương là sự sống và cái chết, thái cực âm dương chính là vòng tuần hoàn của sinh tử, sao các ông có thể hiểu được đạo lý bên trong chứ? Vẻ mặt Tiêu Chính Văn hết sức thờ ơ, giống như tất cả những chuyện vừa rồi vốn đã nên như thế. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của Tần Ngũ Dương và Lý Thiên Hóa lập tức thay đổi, thậm chí cả hai còn có ý định bỏ trốn. Tiêu Chính Văn, ngay cả tôi cũng không thể không thừa nhận rằng, cậu thật sự rất mạnh, nhưng để giết cậu, sao tôi lại không có biện pháp dự phòng được chứ? Vừa dứt lời, khí thế trên người Mạnh Hồng Nho đột nhiên thay đổi, toàn thân bị khí tức màu tím bao quanh, ẩn hiện mang đến cảm giác như chốn bồng lai tiên cảnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 4257 cậu có biết đây là sức mạnh gì không? Cùng với sự xuất hiện của ánh sáng màu tím, vẻ mặt Mạnh Hồng Nho tràn đầy sự tự tin. Ánh sáng màu tím, đây là sức mạnh vô cực, không phải là nguyên khí, cũng chẳng phải là chân khí, mà là vô cực. Tiêu Chính Văn thản nhiên nói. Ngay cả Tiêu Chính Văn cũng mới lĩnh ngộ được cấp độ này khi ở núi Thái Thương thế nhưng sức mạnh vô cực này khác rất nhiều so với mỗi một sức mạnh mà Tiêu Chính Văn lĩnh ngộ được trước đây. Không có âm dương, cũng chẳng có cội nguồn nào, như thể nó đến từ sự hỗn loạn của vũ trụ. Cho dù chỉ là một tia nhỏ nhoi, nguyên khí cũng không thể nào so sánh được. Thậm chí ngay cả khí tức của rồng cũng ngang tầm với nó. Ông lại có thể lĩnh ngộ được tới cấp độ này sao? Lý Thiên Hóa và Tần Ngũ Dương bên cạnh đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng trách Mạnh Hồng Nho lại được nhà họ Mạnh coi trọng, xem ra ông ta thật sự khác với người thường. Nhưng ngay khi Mạnh Hồng Nho đang vô cùng đắc ý thì Tiêu Chính Văn lại khẽ lắc đầu nói, vô cực tuy là sức mạnh vượt trội trên thế giới này, nhưng ông vẫn quá yếu. Vừa nói, Tiêu Chính Văn vừa vung tay lên, trong lòng bàn tay của Tiêu Chính Văn xuất hiện một dải lớn tia sáng màu tím. Khác với Mạnh Hồng Nho, ánh sáng tím trong tay Tiêu Chính Văn đã trở nên cực kỳ mãnh liệt. Ngay sau đó Tiêu Chính Văn vung tay lên, hất tay thẳng về phía Mạnh Hồng Nho. Mạnh Hồng Nho đang trong trạng thái kinh ngạc, vội vàng ứng chiến, cũng hất tay ra. Giữa không trung như một quả bom hạt nhân nhỏ được kích nổ, một luồng sáng chói lóa bùng lên. Nhưng ánh sáng chói mắt còn chưa giảm, đã thấy một bóng người bay thẳng ra ngoài. Không còn nghi ngờ gì nữa, người bị bắn ra ngoài chính là Mạnh Hồng Nho. Lúc này, toàn bộ cánh tay của ông ta đã nứt ra thành từng mảnh, máu chảy thành giọt. Cái hất tay của Tiêu Chính Văn thật sự quá mạnh.
ngay cả cao thủ như Mạnh Hồng Nho cũng không thể chống lại nó. Thật ngại quá, khiến ông thất vọng rồi, mấy trò mèo này không dọa được tôi đâu. Tiêu Chính Văn lạnh lùng cười nói. Trò mèo, nghe thấy lời này, Lý Thiên Hóa và Tần Ngũ Dương không khỏi cảm thấy da đầu tê dại. Còn Mạnh Hồng Nho lại suýt bị chọc giận đến mức hộc máu bởi câu nói này của Tiêu Chính Văn. Đó là chút tâm đắc mà cuối cùng ông mới lĩnh ngộ được suốt mấy trăm năm. Thế nhưng đối với Tiêu Chính Văn, nó lại trở thành trò mèo còn con. Loại đả kích này không khác gì bị Tiêu Chính Văn tát vào mặt trước mặt toàn thiên hạ. Chương 4258 không, cậu nói nhảm, tuyệt đối không thể nào. Dù thế nào Mạnh Hồng Nho cũng không thể chấp nhận được sự thật tàn nhẫn này. Thế giới này, chỉ có ông không nghĩ ra, chứ không có chuyện người khác làm không được. Khóe miệng Tiêu Chính Văn nhếch lên tia giễu cợt. Vừa dứt lời, Tiêu Chính Văn đã tung một đòn đánh. Dưới luồng sáng tím chói lóa, Mạnh Hồng Nho lập tức hóa thành đám xương máu, bị nổ trước tiên. Giữa trời và đất đột nhiên xuất hiện một luồng sáng huyền bí xuyên thấu trời đất. Đại đế chết rồi, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi, nhưng bọn họ còn chưa kịp hoàn hồn, thì bức màn sáng xuyên thấu bầu trời thứ hai lại kéo đến. Trong chốc lát, tám luồng sáng bí ẩn gần như sắp làm mù mắt mọi người. Cảnh tượng kinh khủng này như xuất hiện trên bầu trời thành thiên đô, tất cả mọi người đều bắt đầu cảm thấy bất an. Nó không phải là một ánh sáng bình thường, mà là ánh hào quang độc nhất vô nhị của đại đế. Vào giờ phút này, ngay cả Thanh Liên và ông lão Thiên Tinh cũng cảm thấy sợ hãi. Tám luồng sáng bí ẩn, điều này có nghĩa là tất cả những cao thủ do Mạnh Hồng Nho dẫn đến lần này đều đã chết tập thể. Lúc này trong Thiên Tinh sát trận, trước mắt Tiêu Chính Văn tối sầm lại, cổ họng lập tức phun ra một ngụm máu lớn do tiêu hao quá sức. Đồng thời, Thiên Tinh sát trận cũng lập tức tiêu tan. Ngay khi Thiên Tinh sát trận biến mất thì đồng thời đột nhiên có một bóng người lặng lẽ xuất hiện phía sau Tiêu Chính Văn. Cẩn thận, đám người Tần Lương Ngọc vừa mới chạy thoát, họ còn đang kinh ngạc, vốn không thể chặn kịp bóng đen phía sau Tiêu Chính Văn. Như cảm nhận được mối nguy hiểm phía sau, Tiêu Chính Văn vội quay người lại và đánh mạnh vào đối phương. Bùm, sức mạnh của cú đánh này kinh khủng đến mức làm bùng nổ hư không. Sức mạnh của hai người này đều quá đáng sợ, ngay cả mặt đất dưới thành thiên đô đều rung lên. Sóng khí kinh người. Không biết có bao nhiêu đệ tử của các võ tông dưới cảnh giới nhân hoàng bị quét sạch trong chốc lát. Tiêu Chính Văn đã không thể khống chế vết thương trong người, lại phun ra một ngụm máu lần nữa. Còn bóng người sau lưng Tiêu Chính Văn, trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ, chỉ để lại một chàng cười nhạo trong không trung. Chương 4259 cảnh tượng Tiêu Chính Văn nôn ra máu gần như khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Long Vương, Long Hình là người đầu tiên lao tới, ngay sau đó. Mấy người Tần Lương Ngọc cũng lao nhanh tới bên cạnh Tiêu Chính Văn. Tôi không sao, Tiêu Chính Văn lau máu bên khóe miệng, bình tĩnh nói. Anh Tiêu, cẩn thận tên này lại đánh lén, Từ Huy tổ tay cầm thanh giáo dài, cảnh giác nhìn khắp xung quanh. Yên tâm đi, hắn đã đi rồi, chúng ta cũng trở về thôi. Tiêu Chính Văn khẽ xua tay nói. Mọi người vội vàng đỡ Tiêu Chính Văn trở về phủ thành chủ. Thế nhưng cũng chỉ ở lại trong phủ thành chủ chưa tới nửa ngày đã lập tức trở về đế khư. Chuyện Tiêu Chính Văn bị đánh lén nên bị thương cũng nhanh chóng lan truyền khắp đông vực. Vốn dĩ chuyện Tiêu Chính Văn dựa vào sức mình, liên tiếp giết chết tám cao thủ ở cảnh giới đại đế hoàn toàn có thể khiến cho tên tuổi của anh vang khắp bốn biển. Thế nhưng tới cuối cùng lại vì bóng đen kia đánh lén Tiêu Chính Văn nên đã khiến cho danh tiếng của anh bị tổn hại nghiêm trọng. Hơn nữa, thứ thật sự thu hút sự chú ý của tất cả mọi người vẫn là người đã đánh cho Tiêu Chính Văn bị trọng thương kia. Tiêu Chính Văn có thể dựa vào sức mình giết chết tám cao thủ ở cảnh giới đại đế, trong lớp thanh niên của hiện tại, có lẽ xưa kia chưa từng có ai, sau này cũng khó có thêm người thứ hai. Chỉ đáng tiếc là tới cuối cùng vẫn bị một người thần bí làm cho bị thương, danh tiếng bị tổn thất cực lớn. Nếu như không có người đó, danh tiếng của Tiêu Chính Văn rất có khả năng sẽ vượt qua cả nhà họ Khổng. Thật đáng tiếc, thật ra đã có không ít người đoán ra được kẻ ra tay nhất định là một trong số bốn cậu chủ của chiến quốc. Nếu không thì ai có thực lực khiến cho Tiêu Chính Văn bị trọng thương chỉ với một đòn? Liệu có phải là cậu chủ Hoàng Khiết vẫn luôn hết sức thần bí của Sở Quốc? Có lẽ không phải là Hoàng Yết. Nếu như là Hoàng Yết ra tay thì chắc chắn sẽ giết chết chỉ với một đòn, dù Tiêu Chính Văn may mắn không chết thì hắn cũng tuyệt đối sẽ không thu tay giữa chừng. Đó có phải là Ngụy Vinh Kỳ?
hay là Điền Văn, vào lúc mọi người đang cùng nhau suy đoán, một tin tức còn giật gân hơn được truyền ra. Điền Văn đã tới thành Thiên Đô. Điền Văn một trong số 4 cậu chủ của chiến quốc đã tới thành Thiên Đô. Ngay tức thì, các phương đều bàn tán xôn xao. Chương 4260 khi tin tức này lan truyền khắp thành Thiên Đô, gần như tất cả các thế lực lớn nhỏ bên trong thành đều lập tức hành động. Dù gì đó cũng là một trong số 4 cậu chủ của chiến quốc, hơn nữa còn là người phát ngôn thật sự của nhà họ Khổng hiện nay. Địa vị cao như thế, thành chủ sao có thể so bì nổi. Không chỉ có thế lực các phương đều cử đại diện, thậm chí là môn chủ tông chủ cũng đích thân tới chào đón, ngay cả mấy người Thanh Liên và ông lão Thiên Tinh cũng buộc phải đích thân tới 10 dặm bên ngoài thành Thiên Đô để đón tiếp. Vẫn phải thông báo cho cậu Tiêu một tiếng, 4 cậu chủ của chiến quốc tới, chúng ta không thể không tới đón tiếp. Trước khi đi đón tiếp Điền Văn, Thanh Liên cũng cử người thông báo cho Tiêu Chính Văn chuyện này. Mà dù là sứ giả của thành Thiên Đô hay đại diện của các phương cũng đều bị Thượng quan Uyển Nhi chắn bên ngoài sơn môn. Mời mấy người về cho, anh Tiêu đã biết chuyện này rồi, các vị không cần phải ở lại lâu. Thượng quan Uyển Nhi thẳng thừng mời đám người kia về. Lúc này, đại diện của một tông môn trong số đó tiến lên trước một bước, lấy ra một cái hộp gấm từ trong lòng, đưa ra trước rồi nói, cụ Uyển Nhi, đây là quái dược trị thương của tông môn chúng tôi, phiền cho giao nó cho anh Tiêu. Thượng quan Uyển Nhi khẽ gật đầu, nhận lấy hộp gấm rồi quay trở lại đế khư. Mà lúc này, bên trong đế khư, phía trước cửa thư phòng của một trang viên, Thượng quan Uyển Nhi khẽ gõ lên cửa phòng mấy lần, nói, anh Tiêu. Vào trong đi, Tiêu Chính Văn bình tĩnh nói. Thượng quan Uyển Nhi đẩy cửa bước vào trong thư phòng, đầu tiên là đưa chiếc hộp gấm vào trong tay Khương Vi Nhan, sau đó nhíu mày nói, anh Tiêu, mấy ngày gần đây bên ngoài có đủ các loại đồn thổi bịa đặt. Rõ ràng anh vì tiêu hao quá lớn nên mới bị trọng thương nôn ra máu nhưng bọn họ lại nói anh vì bị người ta đánh lén nên mới bị trọng thương. Nếu cứ đồn thổi như vậy, e rằng sẽ hết sức bất lợi với anh. Hơn nữa, đây là đang cố ý đàn áp Điện Thần Long, khiến cho tất cả mọi người đều cho rằng thần thoại bất bại của anh Tiêu đã bị phá vỡ rồi. Dụng ý của người này đúng là quá thâm độc. Những lời này của Thượng quan Uyển Nhi vừa được thốt ra, Từ Huy Hổ đập bàn cái bốp, nói ai dám đồn linh tinh. Tôi phải tự tay giết chết hắn mới được. Tất cả mọi người đang có mặt đều hiểu rõ hôm đó Tiêu Chính Văn một mình giết chết 8 đại đế, dù Tiêu Chính Văn có đạo cảnh rất cao, thế nhưng dẫu sao cảnh giới của anh cũng phơi bày ra đó. Dưới tình cảnh hao tổn sức lực như vậy, dù là Tiêu Chính Văn thì cũng chẳng chống đỡ nổi. Chương 4261 vậy nên bị nội thương cũng là chuyện quá mức bình thường. Thế nhưng qua miệng mấy người này lại thành Tiêu Chính Văn bại trong tay một người thần bí. Nói rõ ra là muốn bôi nhọ Tiêu Chính Văn và Điện Thần Long. Nói lớn hơn thì người đầu tiên đồn thổi những thông tin này chính là đang nhắm vào cả thế tục. Không cần bận tâm tới hắn, có một số chuyện càng tô càng đen. Hiện tại có một số tin đồn vô căn cứ, ngược lại còn là chuyện tốt, Tiêu Chính Văn ngăn Từ Huy Tổ lại. Cái gì, chuyện tốt, cậu Tiêu, thứ tội cho tôi ngu dốt. Không hiểu cậu đang nói gì, Từ Huy Tổ nhìn về phía Tiêu Chính Văn với vẻ khó hiểu. Đây đương nhiên là chuyện tốt, tôi cũng đã nghe được một vài lời đồn bên ngoài, chẳng qua là so sánh Tiêu Chính Văn tôi với 4 cậu chủ của chiến quốc mà thôi. Hiện giờ tôi đang bị thương chưa lành, càng tranh luận vào thời điểm này thì càng nhận về sự thù địch của 4 cậu chủ chiến quốc. Ngược lại, không đi tranh biện không phải là chúng ta đang tỏ ra yếu ớt trước bọn họ mà chỉ đơn giản là ta giấu tài mà thôi. Đợi tới ngày nào đó nhất định sẽ có cơ hội đòi lại công bằng với 4 cậu chủ, tới lúc đó, mấy tin đồn thất thiệt tự khắc sẽ tiêu tan. Tiêu Chính Văn nói với giọng điệu bình tĩnh. Vậy khí vận Thiên Đô thì sao? Tiêu Chính Văn quay đầu nhìn về phía Tần Lương Ngọc. Bởi vì trận đại chiến giữa cậu và Mạnh Hồng Nho lúc trước nên căn bản không ai dám đi tranh đoạt, hiện tại đã được Thanh Liên cất đi, vài hôm nữa sẽ cử người mang tới. Hơn nữa, theo tôi được biết, người đánh lén cậu Tiêu rất có khả năng chính là một trong số 4 cậu chủ của chiến quốc, hơn nữa người có khả năng nhất chính là Điền Văn. Ồ, thật sự là Điền Văn ư, Viên Thiên Canh nhíu mày hỏi. Hiện tại vẫn chưa dễ nói, có điều nghe Thanh Liên nói Điền Văn đã dồn sự chú ý về phía thành Thiên Đô rồi, thậm chí còn định chuyển đại bộ phận cao thủ nhà họ Khổng tới thành Thiên Đô. Từ đó đưa ra phán đoán, rất có khả năng chính là Điền Văn. Hơn nữa, người lãnh đạo của tất cả các tông môn và thế gia ở thành Thiên Đô đều đã tới chào đón Điền Văn rồi,
thanh thế hết sức to lớn. Tần Lương Ngọc giải thích với giọng điệu nghiêm trọng. Nếu như không có người kia đánh lén thì tin chắc rằng hiện giờ tất cả tông môn và thế gia bên trong thành Thiên Đô đều đã chạy tới đế khư vái lạy. Bởi vì Tiêu Chính Văn bị thương nên mấy người này mới coi thường anh và nghiêng về phía Điển Văn. Ngay sau đó, Tề Thiên Thư Viện lại công bố thêm một tin tức động trời. Bốn cậu chủ của chiến quốc quay trở về, mỗi người chiếm giữ một phương, dựa theo danh tiếng và thực lực để xếp hạng, Điển Văn chủ quản Đông Vực, chỉ đạo tất cả tông môn, trong đó cũng bao gồm cả Điện Thần Long. Tin tức này vừa được tung ra, mọi người trong Điện Thần Long lập tức như bùng nổ. Hừ, Tề Thiên Thư Viện muốn mượn tay Điển Văn để âm thầm thôn tính Điện Thần Long ư. Nằm mơ đi, giờ tôi sẽ dẫn người đi san phẳng Tề Thiên Thư Viện, Từ Huy Tổ là người đầu tiên đập bàn đứng dậy, sát khí bừng bừng lên tiếng. Chương 4262 thấy Từ Huy Tổ thật sự muốn tìm tới nơi làm cho ra nhẽ. Tiêu Chính Văn bình thản mỉm cười, giơ tay ngăn lại, chẳng qua chỉ là hư danh mà thôi, cần gì phải đi tranh giành. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, mọi người đều có phần kín tiếng, bình tĩnh lại, nâng cao cảnh giới mới là nhiệm vụ số một, có thực lực thì mới có thể tự bảo vệ mình tốt hơn. Còn về việc bốn cậu chủ của chiến quốc xuất thế, thật ra tôi càng cảm thấy bọn họ cũng chỉ là mở đường mà thôi, một cục diện rối ren sắp tới rồi. Vậy nên quăng bỏ mọi hư danh, nâng cao thực lực mới là then chốt. Tiêu Chính Văn đã có dự cảm, loạn thế thực sự sẽ xảy ra nhanh thôi. Hơn nữa, nếu như Điện Thần Long không thể quấy động được gì ở vùng ngoài lãnh thổ thì trận loạn thế này rất có khả năng sẽ ảnh hưởng tới thế tục. Cậu Tiêu, lẽ nào chúng ta cứ bỏ qua chuyện này như vậy sao? Tần Lương Ngọc thật sự không nuốt trôi cục tức này. Dù gì bà ta cũng là nhân vật cấp thành chủ một phương. Sao có thể nhẫn nhịn để cho Tề Thiên Thư Viện lộng hành ngang ngược? Bây giờ, ngay cả bản thân bà ta cũng là một thành viên của Điện Thần Long, vinh nhục của Điện Thần Long cũng có quan hệ rất mật thiết với bà ta. Và lại, Tiêu Chính Văn không phải bị người thần bí kia làm cho bị trọng thương mà chỉ là vì kiệt sức mà thôi. Thế nhưng lời đồn khắp nơi lại hết sức bất lợi đối với Điện Thần Long, trước đây Điện Thần Long không dễ gì mới gây dựng được uy danh, nháy mắt đã tan thành mây khói, ai có thể nhẫn nhịn được? Không chỉ có Tần Lương Ngọc không cam tâm mà mấy người Thượng Quan Uyển Nhi, Viên Thiên Canh cũng nóng lòng muốn thử. Kịch hay thật sự mới chỉ vừa bắt đầu mà thôi, mọi người việc gì phải cuống lên, Tiêu Chính Văn nở một nụ cười sâu xa. Ý của Tiêu Chính Văn cũng rất rõ ràng, không phải chưa đánh tới cửa thì phải nuốt cục tức xuống, mà là không hành động thì thôi, đã hành động thì phải là một đòn lôi đình. Chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy, mà ở một bên khác. Bên trong thành Thiên Đô lúc này đã nườm nượp người qua lại. Một trong số bốn cậu chủ chiến quốc Điền Văn đích thân tới thành Thiên Đô, hắn là nhân vật đại diện cho cả tông thất Tề quốc ở thời kỳ chiến quốc, hơn nữa còn là nhân vật lãnh đạo trong số các nho sinh, địa vị chỉ xếp sau mỗi Khổng Khưu. Đối với các tông môn lớn ở vùng ngoài lãnh thổ, đặc biệt là các tông môn dưới trướng Khổng Thị mà nói, Điền Văn rõ ràng chính là một sự tồn tại như trong thần thoại. Lúc này, không chỉ có các tông môn gần thành Thiên Đô cử người tới đón tiếp mà không ít tông môn ở các thành khác cũng đồng loạt cử ra đại diện tới lấy lòng Điền Văn. Càng quan trọng hơn là dù thực lực của Tiêu Chính Văn cao tới độ nào, nhưng trước giờ vẫn chưa nhận được sự công nhận của các tông môn lớn và thế lực các phương ở vùng ngoài lãnh thổ. Chương 4263 nguyên nhân chẳng đâu xa lạ, là vì sau lưng Tiêu Chính Văn không có thế lực lớn thực sự, nhà Phật, đạo gia và nho gia. Tiêu Chính Văn chẳng chiếm bên nào cả, cũng có thể nói, ở trong mắt mấy người này, Tiêu Chính Văn chỉ có chiến lực chứ không có nền móng văn hóa. Theo như cách nghĩ của mấy người này, dù Tiêu Chính Văn có mạnh tới độ nào thì tới cuối cùng anh cũng chỉ ở đáy cùng, nhưng chính tầng lớp thấp nhất bị bọn họ khinh thường này bây giờ lại cưỡi lên trên đầu bọn họ sao có thể cam tâm cúi đầu. Chính vào tối ngày hôm đó, gần như bên trong phạm vi mấy chục nghìn dặm xung quanh thành Thiên Đô đều vang lên tiếng chuông trống inh ỏi. Đây là âm thanh dày và nặng phát ra từ Chu Vương Thất, cũng là một kiểu biểu tượng và đại diện cho thân phận. Cửu âm cửu luật bắt nguồn chính từ nhà họ Khổng, cũng chính là chính tông của Nho gia, mà Điền Văn tấu lên âm thanh này vào thời điểm này chính là đang tuyên bố với bốn phương thành Thiên Đô bây giờ đã nằm dưới sự kiểm soát của nhà họ Khổng. Nhân đây áp chế sức ảnh hưởng của việc Tiêu Chính Văn giết chết tám đại đế tại thành Thiên Đô khi trước. Mà Điền Văn có danh xưng mạnh thưởng quân ra tay nào có đơn giản như vậy. Vào đêm ngày hôm đó, đã có không ít người phát hiện ra cùng với tiếng rền vang của chuông trống,
mặt đất núi sông bị hủy hoại vì trận đại chiến khi trước và cả hoa thơm cỏ lạ bên trong thành Thiên Đô đều nhanh chóng khôi phục lại nguyên dạng với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Đây mặc dù chỉ là một loại trận pháp phục hồi, thế nhưng cũng đủ để khiến cho thế lực các phương bên trong thành Thiên Đô phải cảm thấy xem vậy là đủ rồi. Từ đó làm cho thế lực các phương bên trong thành Thiên Đô càng thêm kiên định với ý định về dưới trướng Điền Văn. Vậy nên vào tối ngày hôm đó, cả thành Thiên Đô tiếng người huyên náo, đèn đuốc sáng trưng, thành Thiên Đô đều được chiếu sáng rõ như ban ngày. Thật ra Khổng Hồng Chiết phó viện trưởng của Tổng viện Tề Thiên Thư Viện, thân là cường giả ở cảnh giới đế quân đích thân tới kính rượu Điền Văn để bày tỏ sự phục tùng tuyệt đối của nhà họ Khổng đối với Điền Văn. Cảnh tượng này rõ ràng quá khoa trương, nhân vật ở đẳng cấp đế quân gần như phải tới mấy trăm năm chưa xuất hiện, hơn nữa vào lúc Tiêu Chính Văn giết chết tám đại đế thì đế quân cũng chưa từng hiện thân. Chỉ riêng điểm này thôi đã đủ để nói rõ vấn đề. Nghe nói ngay cả hồng ấn của vùng ngoài vũ trụ cũng đích thân tới đây. Nghe nói hồng ấn đó uy nghi như thần, chỉ đứng ở đó thôi đã có khí thế uy nghi áp chế cả bốn phương. Ảnh hưởng của việc Tiêu Chính Văn bị thương đối với bản thân anh và Điện Thần Long là cực kỳ lớn, bây giờ hai người đế quân và hồng ấn đồng loạt hiện thân đứng về phía Điền Văn, chuyện này càng thêm khẳng định Tiêu Chính Văn chẳng đáng là gì. Cách biệt bên trong lớn tới mức giống như trời và đất. Chương 4264 dẫu sao Hồng Ấn cũng là người của vùng ngoài vũ trụ, hơn nữa còn đích thân tiến lên trước kính rượu Điền Văn, chuyện này tương đương với một tín hiệu, Điền Văn không chỉ nhận được sự công nhận của các phương ở vùng ngoài lãnh thổ mà ngay tới cao thủ vùng ngoài vũ trụ cũng đã công nhận thực lực của hắn. Mạnh Hồng Nho càng chẳng thể so bì với hắn. Trước đây Mạnh Hồng Nho cũng từng đại diện nhà họ Mạnh tới mời Hồng Ấn. Đáng tiếc là người ta ngay tới sứ giả của ông ta cũng chẳng buồn gặp, thẳng thừng từ chối từ bên ngoài cửa luôn. Chỉ từ chuyện này đã có thể nhìn ra cách biệt giữa hai người bọn họ rõ ràng giống như trời và đất. Mà bây giờ, ngay cả một người cao ngạo như Hồng Ấn cũng đã đích thân xuất hiện, có thể thấy tầm ảnh hưởng của Điền Văn này hoàn toàn không hề đơn giản như mọi người nhìn thấy. So với hắn, Tiêu Chính Văn trên phương diện này vẫn còn cách biệt quá xa. Dẫu sao trước đây Tiêu Chính Văn cũng coi như từng làm mưa làm gió nhưng vẫn chưa thể thu hút được sự chú ý của Hồng Ấn chứ đừng nói là đích thân tìm tới nơi. Còn Điền Văn vừa mới tới thành Thiên Đô, Hồng Ấn đã không quản vạn dặm tìm tới, ẩn ý bên trong đã không cần phải nhiều lời nữa. Anh Tiêu, nếu như cứ phát triển theo tình thế bây giờ, e rằng uy danh của Điện Thần Long chúng ta sẽ hoàn toàn sụp đổ mất thôi. Ngay cả Thượng Quan Uyển Nhi cũng không ngồi yên được nữa. Bởi vì bây giờ Tiêu Chính Văn bị thương chưa lành, vốn dĩ đây chính là lúc Điện Thần Long suy yếu nhất, mà đủ mọi lời đồn thổi lại cực kỳ bất lợi với Điện Thần Long, dù không có thế lực lớn nào tiến ra khiêu khích thì sau này danh tiếng của Điện Thần Long ở Đông Vực cũng sẽ bị tổn thất nghiêm trọng. Tôi tự có sắp xếp, kể từ ngày hôm nay, tuyên bố ra bên ngoài rằng Điện Thần Long của chúng ta phong sơn. Tất cả đệ tử bế quan tu luyện, Tiêu Chính Văn khẽ xua tay nói. Anh Tiêu! Chuyện này không phải đúng như ý nguyện của Điền Văn hay sao? Thượng Quan Uyển Nhi nhìn về phía Tiêu Chính Văn với vẻ cực kỳ khó hiểu. Yên tâm, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Viên Thiên Canh, Từ Huy Tổ, Tần Lương Ngọc theo tôi vào trong núi Đế Khư, những người khác lập tức bế quan tu luyện. Tiêu Chính Văn nói với giọng điệu không được phép nghi ngờ. Cậu Tiêu, cậu muốn dẫn chúng tôi vào trong Đế Khư ư? Tần Lương Ngọc nhìn về phía Tiêu Chính Văn với vẻ không hiểu. Đương nhiên, mấy người có biết tại sao Đế Khư được gọi là Thánh Địa không? Tiêu Chính Văn khẽ cười hỏi. Câu hỏi này của Tiêu Chính Văn khiến cho mọi người đều sững sờ. Mấy Thánh Địa lớn của vùng ngoài lãnh thổ, mỗi nơi đều có truyền thuyết, thế nhưng chỉ có truyền thuyết của Đế Khư là lờ mờ khó hiểu nhất. Mặc dù truyền thuyết có liên quan tới Đế Khư dính dáng tới Đế Tuấn, thế nhưng vì niên đại đã quá lâu nên căn bản chẳng thể kiểm chứng. Chương 4265 mấy người đã từng nghe nói tới Cửu Châu Đỉnh hay chưa? Tiêu Chính Văn nở nụ cười. Cửu Châu Đỉnh, lẽ nào chính là Cửu Đỉnh năm đó đã khiến cho Tần Võ Vương mệt chết? Tần Lương Ngọc hơi kinh ngạc hỏi. Không sai, chính là Cửu Đỉnh, sau khi Tiêu Chính Văn điều tra kỹ lưỡng thì đã biết được bí mật thật sự của Đế Khư. Cửu Đỉnh từ sau Đại Tần Chiến Quốc đã hoàn toàn biến mất khỏi Thần Châu Đại Địa. Mãi tới ngày hôm nay. Bên phía thế tục vẫn chưa thể tra ra được tung tích của Cửu Đỉnh, mà Tiêu Chính Văn lại vô tình phát hiện ra sâu trong Đế Khư có thủy khí và cả khí đế vương. Sau khi kiểm tra cẩn thận,
Tiêu Chính Văn mới xác định thủy khí và khí đế vương đó đều bắt nguồn từ cửu đỉnh. Vậy nên, nhìn thì giống như Điền Văn mang tới cho Tiêu Chính Văn rắc rối cực lớn, thế nhưng trên thực tế lại đang cho Tiêu Chính Văn cơ hội để nghỉ ngơi lấy lại sức. Càng cho Tiêu Chính Văn cơ hội quá tốt để từ sáng chuyển vào tối và có thể tùy ý ra tay bất cứ lúc nào. Mặc dù trước đây Tiêu Chính Văn cũng từng ra tay nhiều lần, thế nhưng dẫu sao cũng gặp phải sự cản trở của nhiều yếu tố nên cũng chẳng thể quá trắng trợn không kiêng nể gì. Dù gì thực lực của Điện Thần Long cũng có hạn, nếu như bộc lộ quá lộ liễu thì Điện Thần Long căn bản sẽ không chịu đựng nổi sự liên thủ đàn áp của thế lực các phương. Sẽ càng vì thế mà liên lụy tới thế tục, nếu như phát triển tới bước này, ngược lại sẽ không đúng như mong muốn của Tiêu Chính Văn. Thế nhưng tình hình bây giờ đã hoàn toàn khác rồi, tất cả mọi người đều biết Tiêu Chính Văn đã bị trọng thương. Hơn nữa thực lực còn thua xa bốn cậu chủ chiến quốc. Vậy thì chỉ cần Tiêu Chính Văn tuyên bố với bên ngoài bế quan trị thương, ai sẽ biết rằng Tiêu Chính Văn đang âm thầm ra tay chứ? Một cao thủ có thực lực đủ để sánh ngang với bốn cậu chủ chiến quốc ra tay, ai có thể nghi ngờ đó lại là Tiêu Chính Văn? Vậy nên Tiêu Chính Văn mới thuận nước đẩy thuyền, tương kế tự kế. Lúc tin tức Tiêu Chính Văn tuyên bố bế quan truyền tới thành Thiên Đô, gần như cả thành Thiên Đô đều lập tức trở nên yên tĩnh. Không ít người thậm chí vẫn còn có phần không dám tin. Ồ, hắn bị thương nặng thật sao? Điền Văn khẽ đặt ly rượu xuống, hơi nghi hoặc hỏi. Hồng Ấn nhìn Điền Văn nhưng vẫn im lặng nhấp một hớp rượu ngon trong ly. Đúng thế, chính sứ giả mà phủ thành chủ chúng ta phái đi đã đưa tin về, Điện Thần Long đã tuyên bố đóng cửa, Tiêu Chính Văn cũng đã bế quan, Thanh Liên chắc chắn nói. Điều này càng khiến Điền Văn khó hiểu. Trước đó hắn cũng từng biết được không ít tin tức về Tiêu Chính Văn từ chỗ Khổng Tề Thiên. Chỉ riêng truyền văn, Tiêu Chính Văn không thể dễ dàng bị thương nặng mới đúng. Hơn nữa người đánh giá Tiêu Chính Văn rất cao không phải là phân thân của Khổng Tề Thiên mà là chính bản thân ông ta. Chứng tỏ Tiêu Chính Văn là người có bí mật rất lớn, sao có thể tỏ ra yếu thế trước các bên được. Đóng cửa, bế quan, thật ra nhà họ Khổng vẫn luôn đánh giá cao Tiêu Chính Văn. Mấy ngày nay bên núi Bách Long sẽ có bảo vật thiên nhiên xuất thế, tôi định đến lúc đó cũng tranh cao thấp với hắn, xem ra không có cơ hội rồi. Điền Văn nói thế đã ám chỉ cho mọi người một tin tức động trời. Núi Bách Long sắp có bảo vật xuất thế. Thảo nào Điền Văn lại làm rình rang để đến thành Thiên Đô vào lúc nào? Vì núi Bách Long chỉ cách thành Thiên Đô vài cây số, có thể nói là gần trong gang tấc. Cũng chẳng có gì lạ cả. Nói đến cùng nền tảng của Tiêu Chính Văn quá thấp, dù tu vi của hắn có cao đi chăng nữa, dù sao tuổi tác cũng còn nhỏ, chưa đến 30 tuổi, hắn có thể có khả năng tiềm ẩn gì chứ? Hơn nữa trận chiến hôm nay, hắn lại một mình giết 8 cao thủ cảnh giới đại đế, mặc dù sức chiến đấu đáng kinh ngạc nhưng dù sao hắn vẫn chỉ là một người, chỉ cần là người thì sức lực sẽ có giới hạn. Phương Tử Tấn vuốt râu, cười mỉa nói. Ừ, nói cũng có lý. Suy cho cùng hắn cũng không phải là tôi và các vị cậu chủ chiến quốc, tu vi vẫn kém xa, Điền Văn cảm khái nói. Nếu hắn ra tay, dĩ nhiên cũng có thể giết được 8 cao thủ cảnh giới đại đế, dù sao bây giờ hắn đã là tu vi đế cảnh cấp 7 rồi, nói một cách chính xác thì đã bước vào tầng lớp đế quân. Hơn nữa với tư cách là một trong 4 cậu chủ chiến quốc, bản lĩnh thế nào còn phải nói sao? Đế quân bình thường cũng không có sức đánh trả khi đối diện với hắn. Nên hắn muốn giết 8 đại đế chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng với Tiêu Chính Văn thì chưa chắc như thế. Còn Tiêu Chính Văn thì sao? Chẳng qua chỉ là một người nhỏ tuổi đế cảnh cấp 2 mà thôi, có thể giết được 8 cao thủ cảnh giới đại đế đã là cực hạn của anh rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đế cảnh cấp 2 mà giết được đế cảnh cấp 6, hơn nữa còn một mình đánh với 8 người, chỉ xét về sức chiến đấu thôi cũng rất đáng để hắn lôi kéo quan hệ. Nhưng không ngờ Tiêu Chính Văn lại bị thương nặng. Có điều, chỉ một đòn cũng đã có thể khiến Tiêu Chính Văn bị thương nặng sao? Điền Văn rất nghi ngờ điều này. Thật ra đây mới là điểm không giỏi của cậu ta, thế tục đã bị ngoài lãnh thổ loại bỏ, chỉ riêng trận pháp truyền thừa cũng đã chia 5 x 7, Tiêu Chính Văn có thể đi đến bước này đã là sự chiếu cố của Thượng Đế rồi. Phương Tử Tấn lạnh lùng nói. Có lẽ Tiêu Chính Văn và cao thủ cảnh giới đại đế như Mạnh Hồng Nho so tài thì còn có vài phần thắng nhưng nếu so với cậu chủ chiến quốc thì thua kém xa. Dù người đánh không phải là 4 cậu chủ chiến quốc,
thậm chí chỉ là một cậu chủ thời chiến quốc bình thường cũng không phải là người Tiêu Chính Văn có thể thắng được. Mấy lời của Phương Tử Tấn cũng được mọi người có mặt ở đó đồng tình. Dù sao cậu chủ thời chiến quốc làm sao có thể là người mà các cậu chủ của các thế hệ sau so bì được. Hai chữ cậu chủ vốn dĩ đã cùng cấp bậc với hoàng tử rồi, chỉ có vua sinh ra chưa thể thừa kế nhân tài ngôi vị mới có thể được gọi là cậu chủ. Thời chiến quốc và thời cổ xưa chưa xuất hiện sự phân chia, thừa kế, cậu chủ vào thời kỳ đó đều là những nhân vật tầm cỡ có sức chiến đấu đỉnh cao. Còn Tiêu Chính Văn thì sao? Chẳng qua chỉ là một người nhỏ tuổi lớn lên ở thế tục thôi, thế tục vốn dĩ đã xuất hiện sự chia cắt nghiêm trọng, đến thế hệ của Tiêu Chính Văn lại càng không thể so bì được với vùng ngoài lãnh thổ. Với thực lực của anh, làm sao có thể chống đối với một cao thủ lão làng thời chiến quốc được? Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng thời chiến quốc quả thật không phải là thời kỳ mà các thế hệ sau có thể so sánh được, Điền Văn thở dài như thể đang cảm thấy tiếc nuối cho Tiêu Chính Văn. Hơn nữa không chỉ một mình tôi nhìn thấy, tôi tin chắc các vị ngồi đây cũng đã nhìn thấy, chính một đòn tấn công của người mặc đồ đen đó mới khiến Tiêu Chính Văn nôn ra máu, thậm chí suýt nữa rơi từ trên cao xuống. Sự thật mạnh hơn lời hùng biện. Dù Tiêu Chính Văn có muốn che giấu cũng không được nên mới tuyên bố đóng cửa bế quan, cũng là chuyện có lý có tình, Phương Tử Tấn ăn không nói có. Mọi người cũng đều gật đầu, đây đúng là sự thật, hơn nữa tình hình lúc đó, Tiêu Chính Văn không chỉ bị thương mà còn bị thương không nhẹ. Điền Văn khẽ gật đầu, quay sang nhìn về phía Thanh Liên. Dù sao Thanh Liên cũng luôn đứng về phía Tiêu Chính Văn, chắc hẳn sẽ không nói mấy lời bất lợi với Tiêu Chính Văn. Hai. Việc Điện Thần Long tuyên bố với bên ngoài đóng cửa chứng tỏ Tiêu Chính Văn bị thương không nhẹ, Thanh Liên cũng bất lực gật đầu, bày tỏ đồng ý với lời của Phương Tử Tấn. Lúc này Điền Văn mới yên tâm, giơ cao ly rượu lên nói, một thời gian nữa, tôi sẽ tự mình đến đó gặp anh ta, nếu có thể thì tiện tay giúp anh ta chữa trị vết thương cũng được. Thấy thế mọi người cũng giơ ly lên, mời rượu Điền Văn. Không lâu sau, tin tức Tiêu Chính Văn bị thương nặng truyền đi khắp cả Đông Vực. Có vẻ vẫn là chúng ta đánh giá cao Tiêu Chính Văn quá rồi. Thật ra một người trong thế tục có thể có tu vi được như bây giờ đã là chuyện khó khăn, nhưng đây chính là điểm yếu của cậu ta. Ừ, đúng thế, nói cho cùng anh ta vẫn còn quá trẻ, đâu biết nước ở vùng ngoài lãnh thổ sâu đến mức nào. Bây giờ loạn thế sắp đến, ngay cả bốn cậu chủ chiến quốc cũng đã xuất thế, hắn còn dám giết cao thủ cảnh giới đại đế trước mặt mọi người, chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Thậm chí ngay cả những người từng ủng hộ Tiêu Chính Văn trước kia cũng đều thì thầm bàn tán. Thật ra vẫn có không ít người đều bội phục Tiêu Chính Văn từ tận đáy lòng, dù sao một mình Tiêu Chính Văn mà giết đến 8 cao thủ cảnh giới đại đế đã đủ chói mắt rồi. Nhưng tiếc là Tiêu Chính Văn sinh ra không đúng lúc, bây giờ ngay cả cậu chủ chiến quốc cũng đã xuất thế, xem ra loạn thế sắp đến. Sống trong loạn thế. Cho dù Tiêu Chính Văn có sức chiến đấu mạnh đến đâu cũng không thể so bì được với cậu chủ thời chiến quốc. Dù không thù không oán, bốn cậu chủ chiến quốc cũng sẽ không trơ mắt nhìn Tiêu Chính Văn có nhiều lợi thế hơn mình. Đông Vực vốn dĩ là nơi có rất nhiều điều kỳ bí, mà bao nhiêu bảo vật xưa nay Hoa Quốc đều bị chôn vùi dưới mảnh đất Đông Vực. Mà ở trong Đông Vực, nơi vẫn chưa được khai phá vẫn là Đế Khư. Nơi đây được gọi là một trong các thánh vực lớn. Nhưng chưa từng có ai nghĩ đến nơi này lại cất giấu cửu đỉnh Vũ Vương. Vũ Vương trị thủy, đúc cửu đỉnh, uy hiếp chín châu bằng cửu đỉnh này. Có thể nói cửu đỉnh là vũ khí quan trọng của Hoa Quốc, hơn nữa là hiện vật thực sự còn lưu giữ lại trong thời đại đầy thần thoại đó. Dù là kiếm Tần Vương cũng thua kém nó. Dù sao Vũ Vương cũng là một trong các tổ tiên đã sáng tạo ra nền văn minh rực rỡ của Hoa Quốc. Càng quan trọng hơn là trong cửu đỉnh này còn có một đỉnh lớn và máu của Tần Vũ Vương. Cũng chính là đại đỉnh đã nhuộm máu của đế vương càng bị phụ thuộc vào một lớp khí của đế vương trong mấy ngàn năm. Khi mấy người Tiêu Chính Văn và Tần Lương Ngọc đến sâu trong núi Đế Khư đã có một ông lão đang đợi ở đó. Ông ta là người hầu triều hạ bảo vệ cửu đỉnh qua nhiều thế hệ, có thể nói gia tộc của họ ra sinh vì cửu đỉnh. Trước đó ông lão đã từng gặp Tiêu Chính Văn nên cũng không xa lạ với anh. Lúc này ông lão ngồi khoanh chân trên đỉnh núi, khí tức xung quanh đã hòa làm một thể với mọi thứ xung quanh. Ngay cả viên thiên cảnh cũng không khỏi nhìn ông lão vài lần. Ông cụ, chúng ta lại gặp nhau rồi.
Tiêu Chính Văn chắp tay nói với ông lão. Nghe vậy ông lão chậm rãi ngước mắt lên nhìn mấy người Tiêu Chính Văn. Một lát sau, ông lão mới đứng lên chắp tay nói với Tiêu Chính Văn, vua Bắc Lương, thành chủ thành Đại Phong, thiên sư đạo thuật, tôi cảm thấy rất vinh hạnh khi có thể gặp được các vị khi còn sống. Tiền bối tự, ông vẫn luôn ẩn cư ở đế khư à, Tần Lương Ngọc kinh ngạc nhìn về phía ông lão. Tất cả mọi người chỉ biết tới Đại Vũ, thế nhưng lại không biết Đại Vũ mang họ tự. Mà triều Hạ cũng không phải không có tên nước, Hạ Khải trên thực tế tên là Tự Khải. Ông lão trước mắt này là đầy tớ của đế thất triều Hạ nên cũng mang quốc tính của triều Hạ. Ông lão chỉ bình thản mỉm cười, không giải thích quá nhiều, dẫu sao thân phận của ông ta cũng phơi bày ra đó, dù là bốn cậu chủ chiến quốc gặp ông ta thì cũng phải khom lưng mà hành lễ. So với ông ta, mấy người Tần Lương Ngọc căn bản chẳng đáng là gì. Dù là Tiêu Chính Văn thì ở trong mắt ông lão chẳng qua cũng chỉ là một kẻ hậu bối mà thôi, ông ta chưa từng coi anh ra gì. Ừ, chuyến đi này của mấy người là vì Cửu Châu đỉnh sao, ông lão quay đầu nhìn về phía Tiêu Chính Văn, trong ánh mắt không chút gợn sóng, cực kỳ bình thản. Đương nhiên, chuyến đi này của chúng tôi đương nhiên là vì Cửu đỉnh, Tiêu Chính Văn nghiêm túc đáp lời. Ông lão hơi ngẩn ra, sau đó lại quan sát Tiêu Chính Văn hồi lâu rồi mới gật đầu nói. Chàng trai, khí thế của cậu thật đáng khen, thế nhưng cậu có từng nghĩ Cửu đỉnh chính là vũ khí quan trọng của đất nước? Tần Võ Vương khi trước cũng chết bên dưới Cửu đỉnh, cậu thật sự có tự tin đi khiêu chiến với Tần Võ Vương sao? Trên thực tế, Tần Võ Vương không chỉ đơn giản là một võ phu, mới chỉ 15 tuổi, ông ta đã đạt tới cảnh giới đế quân, mà năm đó lúc ông ta lấy Cửu đỉnh cũng đã ở cảnh giới thiên quân. Không sai, bên trên đế cảnh chính là trời. Thiên cảnh cấp 8 chính là thiên quân, Tiêu Chính Văn bây giờ kém tận 2 bậc cảnh giới so với thực lực của Tần Võ Vương năm đó. Ông cụ, tôi không khiêu chiến với bất cứ ai, tôi chỉ muốn lấy Cửu đỉnh đi, Tiêu Chính Văn khẽ cười nói. Nghe thấy lời này, ông lão không khỏi lộ ra vẻ mặt tán thưởng. Thật ra chuyện Cửu đỉnh cất giấu bên trong đế khư đã không còn là bí mật đối với lãnh đạo cấp cao của vùng ngoài lãnh thổ. Trước Tiêu Chính Văn đã có không biết bao nhiêu người muốn thử mang Cửu đỉnh đi, dẫu sao trong Cửu đỉnh cũng ẩn chứa khí vận thần châu. Ngày đó Tần Võ Vương có phong thái của thiên quân mà còn muốn có được khí vận thần châu này, huống hồ gì là những hậu bối kia. Còn về những người ở bên dưới đế cảnh thì đương nhiên không cần phải nói nhiều, không biết bao nhiêu người đã chết bên dưới đỉnh. Mà bên trên đế cảnh, thiên cảnh cho tới cảnh giới thiên quân, cũng không biết có bao nhiêu người phải ôm hận bên dưới Cửu Tuyền. Ngay cả Bạch Khởi khi trước cũng từng đích thân tới, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ bao vây đại đỉnh xoay 3 ngày 3 đêm, sau đó cũng phải ngậm ngùi rời đi. Cửu đỉnh này không chỉ là một vật chết mà còn là thần khí thượng cổ có chân hồn Cửu Châu. Muốn di chuyển nó một tấc cũng khó như lên trời, huống hồ là mang nó đi. Bạch Khởi hay Hạng Vũ cũng chỉ có thể thở dài, Tiêu Chính Văn lại nói thẳng rằng chỉ tới vì muốn mang Cửu đỉnh đi. Chàng trai, tôi rất đề cao cậu. Chỉ là không biết cậu có thể gánh nổi sức nặng của Cửu đỉnh hay không, ông lão bình thản nói. Tiêu Chính Văn cũng không khó để nghe ra sự chế nhạo trong câu nói của ông ta, nhưng Tiêu Chính Văn cũng chẳng buồn chấp nhận ông lão, chỉ gật đầu nói, đương nhiên, tất cả đều là ý trời. Nếu như hôm nay vãn bối may mắn mang được Cửu Châu đỉnh đi, vẫn mong ông cụ có thể giữ bí mật này cho vãn bối. Đó là chuyện dĩ nhiên. Chỉ cần cậu có thể sống sót mang Cửu đỉnh đi thì cũng coi như giúp được rất nhiều cho tôi, ông lão khẽ cười nói. Loại vũ khí quan trọng của đất nước này nếu như không phải là người có cơ thể đế vương, nhận được sự thừa nhận của đất trời thì sẽ chẳng thể di chuyển được dù chỉ là một chút, đây là quy luật từ cổ chí kim. Nếu không thì năm đó Tần Võ Vương cũng sẽ không chết bên dưới Cửu đỉnh. Thậm chí sau Tần Võ Ngũ, Hạng Vũ cũng từng định mang Cửu Châu đỉnh trở về Tây Mộc. Thế nhưng tới cuối cùng cũng chẳng thể di chuyển được chút nào. Ngược lại Lưu Bang lại có thể dùng một tay nâng Cửu đỉnh lên. Cũng chính vì nguyên do này nên Hạng Vũ mới luôn coi Lưu Bang như kẻ địch. Thế nhưng kết quả cuối cùng đã viết trong sử sách, mặc dù Hạng Vũ mạnh nhưng vẫn chết không có chỗ chôn thân, mà chỉ có Lưu Bang với đế cảnh mới đoạt được Giang Sơn Vạn Dặm. Vậy nên ông lão căn bản không coi những lời Tiêu Chính Văn nói là thật. Bởi vì ông lão tin rằng Tiêu Chính Văn căn bản chẳng thể mang Cửu đỉnh đi. Đừng nói là Cửu đỉnh, dù chỉ dịch chuyển một chút thôi cũng khó như lên trời. Chàng trai, tôi vẫn nhắc nhở cậu một câu, năm đó lúc Tần Võ Vương lấy Cửu đỉnh đã có tu vi ở cảnh giới thiên quân rồi,
dù là như vậy thì tới cuối cùng ông ta cũng phải bỏ mạng. Cậu phải nghĩ cho kỹ có thật sự muốn mang cửu đỉnh đi không? Hơn nữa không ngại nói cho cậu biết, người thần bí đánh lén cậu trước đây cũng từng tới muốn lấy cửu đỉnh đi, thế nhưng cuối cùng vẫn bị trọng thương mà rời đi. Ông lão nói với giọng điệu bình tĩnh, giống như đang kể một câu chuyện rất bình thường vậy. Lời này vừa được thốt ra, ngay tới mấy người Tần Lương Ngọc cũng kinh ngạc biến sắc. Cũng có thể nói rằng, người thần bí giao đấu với Tiêu Chính Văn lúc đó vốn dĩ đã ra tay trong lúc bị thương. Cậu ta có thể đánh cho cậu bị thương, điều này nói lên rằng thực lực đang cao hơn cậu, ngay cả cậu ta cũng chẳng thể di chuyển được Cửu Châu Đỉnh, lẽ nào cậu thật sự không suy xét thêm sao? Ông lão vừa đi vừa ôn tồn nói. Không cần, vẫn mong ông cụ dẫn đường phía trước, Tiêu Chính Văn bình thản cười nói. Được, ông lão cười lạnh lùng, dẫn mấy người Tiêu Chính Văn đi về phía sâu trong núi. Chẳng bao lâu sau, trước mắt mọi người đã xuất hiện một trang viên cổ kính, xung quanh trang viên đều được bao vây bởi một bức tường màu đen, bên trên còn vẽ vật tổ thượng cổ của thời kỳ triều Hạ. Theo ông lão tiến vào trong trang viên, 9 đại đỉnh được xếp bên trong khoảng sân, mỗi một đại đỉnh đều được khắc phù văn cửu châu. Cũng có thể nói mỗi một đại đỉnh đều tượng trưng cho một châu trong số thần châu đại địa. Mặc dù trải qua mấy nghìn năm, 9 đại đỉnh vẫn phát sáng như mới, hơn nữa bên trên đỉnh còn có vô số thần quang chói mắt. Nghe nói sau khi Đại Vũ Trị Thủy đã dùng cửu đỉnh để trấn cửu châu. Hôm nay được chứng kiến, quả nhiên là vũ khí quan trọng của đất nước. Thần tích đó, Viên Thiên Canh cảm thán một tiếng. Ông lão bình thản mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Tiêu Chính Văn, nói, chàng trai cậu đã nghĩ xong sẽ bắt đầu từ đại đỉnh nào chưa? Bắt đầu từ Tính Châu thần đỉnh này đi, Tiêu Chính Văn dùng tay chỉ vào một đại đỉnh có vết máu loang lổ. Tôn đại đỉnh này chính là Tính Châu đỉnh năm xưa đã đè chết Tần Võ Vương. Võ Vương đã chết bên dưới đỉnh này đó, chàng trai, cậu thật sự tự tin tới vậy sao? Ông lão cười lạnh lùng quay đầu nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Cứ phải thử đã, Tiêu Chính Văn bình thản nói. Thử, ông lão khẽ nhíu mày, đời sau mặc dù có không ít người có ý đồ với cửu đỉnh. Thế nhưng dù cảnh giới cao hay thấp thì dường như mỗi người đều sẽ bỏ qua Tính Châu đỉnh. Dù gì đại đỉnh này cũng có thêm một tầng phong vận nữa sau khi Tần Võ Vương chết. So với 8 đại đỉnh còn lại thì càng thêm dày và nặng, đồng thời cũng mang theo khí thế thiên tử. Không phải là con cưng của trời thực thụ thì không thể di chuyển được dù chỉ một chút. Dù là Hạng Vũ dùng hết sức lực cả đời cũng chẳng thể nhấc nó lên dù chỉ một chút. Đừng nói chỉ có ông lão cho rằng Tiêu Chính Văn nhất định sẽ thất bại, tới mấy người Tần Lương Ngọc cũng phải đổ mồ hôi thay cho Tiêu Chính Văn. Cậu Tiêu, Tần Võ Vương năm đó có cảnh giới thiên quân mà cũng chẳng thể dịch chuyển được chút nào, hay là đổi đỉnh khác đi. Viên Thiên Canh lo lắng nói. Tính Châu Đinh là đỉnh lớn nhất trong số cửu đinh, cũng là đỉnh nặng nhất. Đối với Tiêu Chính Văn mà nói, Tính Châu Đinh không phải là lựa chọn tốt nhất. So ra thì Duyễn Châu Đỉnh sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Không sao, dù gì thì chúng ta cũng sẽ lấy hết cả cửu đỉnh đi. Tiêu Chính Văn liếc nhìn Tính Châu Đỉnh, bình thản cười nói. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Tiêu Chính Văn từ từ giơ một tay ra ôm trọn lấy chân đỉnh, sau đó khẽ dùng lực nâng lên cao. Một trận núi rung đất chuyển diễn ra, giống như ngay cả đế khư cũng sụp đổ xuống vậy. Ngay cả ông lão cũng vội vàng lùi ra sau mấy bước. Kết quả là xung quanh khoảng sân lần lượt vang lên những tiếng nổ đồm đột. Một giây sau, Tiêu Chính Văn đã nhấc bổng luôn Tính Châu Đỉnh lên trên cao. Nhìn thấy cảnh tượng này, gần như tất cả mọi người đều hít sâu. Thế nhưng cùng lúc này, ánh mắt của Tiêu Chính Văn lại nhìn về phía đại đỉnh đó, bình thản lên tiếng, nhỏ. Khi Tiêu Chính Văn vừa thốt ra lời này, đại đỉnh đó lập tức biến nhỏ lại như một quả bóng bàn, vững vàng rơi vào trong lòng bàn tay của Tiêu Chính Văn. Tiếp theo, Tiêu Chính Văn lại lặp lại y thế, nhấc toàn bộ cửu đỉnh lên, sau đó cất từng đỉnh vào bên trong túi. Chuyện này, sắc mặt của ông lão lúc này đã trở nên khó coi tới cực điểm. Cửu đỉnh nặng tới độ nào? Nặng như núi Thái Sơn đó. Vậy mà lại bị một thanh niên dễ dàng lấy đi như vậy. Ông cụ, ban nãy chúng ta đã có thỏa thuận rồi đấy, Tiêu Chính Văn khẽ cười nói với ông lão vẫn còn đang chìm trong kinh ngạc. Không chỉ có ông lão ngơ ngác. Ngay cả mấy người Tần Lương Ngọc cũng hoàn toàn sững sờ. Chúng ta đi thôi, Tiêu Chính Văn chắp một tay sau lưng, điềm nhiên lên tiếng nói. Đợi, ông lão như bừng tỉnh từ trong giấc mộng,
vội vàng đuổi theo. Cửu Châu thần đỉnh là vũ khí quan trọng, sứ mạng của ông ta là ở đây trông coi cửu đỉnh này, hôm nay cửu đỉnh đều đã bị Tiêu Chính Văn mang đi hết, ông ta biết ăn nói thế nào với vương thất triều hạ đây. Ông còn có chuyện gì sao? Tiêu Chính Văn nghiêng đầu nhìn về phía ông Tự. Ông Tự nuốt nước bọt, sắc mặt vô cùng lúng túng nói, cậu Tiêu, cửu đỉnh là vũ khí quan trọng của đất nước, xin hãy sử dụng với mục đích tốt. Ông yên tâm, đương nhiên tôi sẽ đặt cửu đỉnh này ở trong đế khư, làm thành tâm trận phòng hộ bảo vệ núi đế khư. Tiêu Chính Văn mỉm cười nói. Từ sau khi Điện Thần Long rời đến đế khư, Tiêu Chính Văn vẫn chưa bày kết giới phòng hộ, vừa vặn dùng tám đại đỉnh trong đó để bày trận phòng ngự. Nghe thấy vậy, ông Tự không khỏi cười khổ, dùng cửu châu đỉnh bày bố trận phòng ngự, khó thế mà Tiêu Chính Văn cũng nghĩ ra được. Có điều, một khi trận pháp phòng ngự như vậy tạo thành, đừng nói là đế cảnh, dù cao thủ thiên cảnh cũng căn bản không cách nào phá giải. Hai, được rồi, cậu Tiêu đi thong thả, ông Tự chắp tay với Tiêu Chính Văn, hơi cúi đầu. Giờ phút này ông ta đang điên tiết muốn chửi thề tới nơi. Cũng không biết là ai loan truyền tin vịt, còn nói Tiêu Chính Văn đã bị thương nặng, mẹ kiếp, đây là dáng vẻ của người bị thương nặng sao? Ngay cả ông Tự cũng không nhịn được, trong lòng thầm chửi tục một câu. Ông Tự, mong hãy trở về đi. Nói xong, Tiêu Chính Văn dẫn đám người Tần Lương Ngọc rời khỏi núi. Nhìn bóng dáng của Tiêu Chính Văn, ông Tự lau mồ hôi lạnh trên trán. Sắc mặt tái nhợt lẩm bẩm, e rằng thật sự sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Ông Tự là người sống mấy ngàn năm, sao ông ta có thể không hiểu, vì sao Tiêu Chính Văn bảo ông ta giữ bí mật chứ? Cửu đại đỉnh rơi vào tay Tiêu Chính Văn hôm nay, bất kể anh sử dụng ra sao cũng sẽ gây nên sóng gió ngập trời. Mà bên kia, Điền Văn vừa mới tới Thành Thiên Đô một ngày, em trai cùng cha khác mẹ của hắn là Điền Khải cũng theo tới Thành Thiên Đô. Hai cậu chủ thời kỳ chiến quốc đồng thời tới Thành Thiên Đô, lần nữa gây ra chấn động không nhỏ. Mấu chốt nhất là hai người này đều là cậu chủ Tề quốc, hơn nữa cũng đại diện cho nhà Nho. Nhất thời, không ít tông môn đều rối rít tặng quà, thuận tiện nịnh hót Điền Khải. So với Điền Văn, danh vọng của Điền Khải kém hơn nhiều, cũng tương đối dễ dàng nịnh hót hơn một chút. Để tỏ lòng cảm tạ, Điền Văn tổ chức một bữa tiệc cảm ơn rất lớn ở Ngọc Phụng Lâu. Lần này, Điền Văn còn đặc biệt cử thư đồng của mình đi đế khư, mời Tiêu Chính Văn tới tham gia buổi tiệc. Cậu Tiêu, thư đồng của Điền Văn đến thăm, nói là mời cậu tới Ngọc Phụng Lâu Thành Thiên Đô tham gia buổi tiệc, Lý Bạch đưa một tấm thiệp mời tới trước mặt Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn nhận lấy thiệp mời nhìn thoáng qua, lạnh nhạt nói, tôi còn phải bế quan trị thương, chỉ bằng ông đại diện đi. Lý Bạch nghe vậy hơi sửng sốt, cau mày nói, cậu Tiêu. Điền Văn chỉ mặt gọi tên mời cậu mà, tôi, chỉ sợ tôi đi không thích hợp lắm, và lại nếu cậu còn không lộ diện thì e rằng tình thế sẽ rất bất lợi đối với Điện Thần Long chúng ta. Không sao, ông đi đi, Tiêu Chính Văn khoát tay nói. Lý Bạch thấy thái độ Tiêu Chính Văn kiên quyết, không thể làm gì khác hơn là nhận thiệp mời nói, vâng. Thuộc hạ tuân lệnh, nói xong, Lý Bạch sải bước ra khỏi tiểu viện mà Tiêu Chính Văn đang ở. Bên phía phủ thành chủ cũng đang chuẩn bị cho buổi tiệc hôm nay. Có thể nói, buổi tiệc hôm nay còn long trọng hơn nhiều so với lần nghênh đón Điền Văn trước đó. Dẫu sao Thành Thiên Đô nghênh đón hai vị cậu chủ chiến quốc, Điền Văn lại là một trong bốn cậu chủ, danh vọng như mặt trời ban trưa, vì vậy, nhất thời Thành Thiên Đô cũng được các bên chú ý đến. Lần này không chỉ có Hồng Ấn đích thân đến, ngay cả Hoàng Yết và Triệu Thắng cũng cử sứ giả tới chúc mừng anh em nhà họ Điền. Lúc Lý Bạch tới Ngọc Phụng Lâu, buổi tiệc đã bắt đầu. Vị này là đại diện mà cậu Tiêu cử tới, gần đây cậu Tiêu không tiện ra ngoài, cho nên mong hai cậu chủ thứ lỗi, Thanh Liên chỉ vào Lý Bạch, nói với hai anh em Điền Văn. Tuy rằng Tiêu Chính Văn không đích thân tới, nhưng Thanh Liên vẫn nể mặt Tiêu Chính Văn như cũ, dù chỉ là sứ giả Điện Thần Long cử tới cũng được đối xử rất lễ độ. Ngồi đi, Điền Văn mỉm cười với Lý Bạch. Còn Hồng Ấn liếc nhìn Lý Bạch khá lạnh lùng, thậm chí Lý Bạch có thể cảm giác rõ rệt sát ý như có như không chợt lóe rồi biến mất. Điền Khải bên cạnh đang giơ ly rượu lên hết sức nhiệt tình, nói với Lý Bạch, trên đường đến đây, tôi nghe không ít người nhắc tới, thật sự anh Tiêu có thể xem là một trong những thanh niên kiệt xuất nhất hiện nay. Lúc đầu tôi còn không tin, nhưng nhân vật nổi tiếng khắp nơi giống như ông Lý cũng về dưới trướng Điện Thần Long thì đã đủ để chứng minh anh Tiêu thật sự có điểm hơn người. Những lời Điền Khải nói,
vừa nghe thì có vẻ đang nâng đỡ Tiêu Chính Văn, thực ra chỉ là lời xã giao. Hơn nữa trong đó còn chứa đựng mấy phần trách cứ. Chương 4274 cậu chủ, cậu Tiêu đúng là đã bị thương nặng, bất đắc dĩ mới cử tôi tới, thay mặt cậu ấy cảm ơn sự nồng nhiệt của hai vị cậu chủ, Lý Bạch cũng bưng ly rượu lên nói. Ông ta vừa nói, lập tức ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn sang. Nếu những lời đồn trước kia có độ đáng tin cực thấp, thì hôm nay là người bên cạnh Tiêu Chính Văn tự nói ra thì chứng minh rằng đúng là Tiêu Chính Văn đã bị thương nặng. Vì vậy, không ít người trước đây một mực coi trọng Tiêu Chính Văn, đều lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Hừ, Tiêu Chính Văn thật to gan. Đúng lúc ấy, một thanh niên áo dài trắng ngồi dưới trướng Hồng Ấn đột nhiên đứng dậy nói. Hắn chính là sứ giả của Triệu Thắng Triệu Xá. Tuy hắn chỉ là một đặc sứ, nhưng là người của Triệu Thắng, có thể nói, trong cả buổi tiệc, ngay cả Điền Khải cũng không dám tùy tiện đắc tội hắn, chứ đừng nói là người khác. Hẳn vừa thốt ra những lời này, Lý Bạch không khỏi cau mày. Có phải Tiêu Chính Văn cho rằng mình rất giỏi không? Rất nhiều người chúng ta đều đích thân đến, mà hắn lại mượn cớ chối từ. Có phải xem thường những cậu chủ chiến quốc hay không? Triệu Xá nói với giọng điệu lạnh tanh, gần như mỗi từ đều đối chọi tương đối gay gắt với Tiêu Chính Văn. Cậu Triệu, vừa nãy tôi đã nói, cậu Tiêu bị thương nặng, đi lại bất tiện nên mới cử tôi tới, sắc mặt Lý Bạch nhợt nhạt khó coi, nói. Ồ, vậy nói cách khác, Tiêu Chính Văn bị người ta đánh một đòn tàn phế rồi à? Ôi, xem ra trụ cột của giới thế tục cũng chỉ đến thế là cùng. Một người tàn phế còn có thể làm gì được nữa? Triệu Xá mỉm cười châm chọc nói. Cậu nói gì? Lý Bạch đứng bật dậy. Ý của tôi là thật may ngày đó hắn không gặp tôi, nếu không, một đòn của tôi sẽ khiến cho hắn nằm liệt giường suốt phần đời còn lại. Triệu Xá cười nhạt, lớn tiếng nói. Mặc dù Lý Bạch được người ta gọi là thi tiên, nhưng ông ta còn là kiếm tiên chân chính. Cũng không giống như những nhà nho cổ hủ kia, chỉ biết a dua nịnh hót, dậu đổ bìm leo. Tinh khí của Lý Bạch không thua kém Từ Huy Tổ chút nào, đừng nói trước mắt chỉ có mấy cậu chủ chiến quốc. Dù trước mặt là cao thủ thiên cảnh, ông ta cũng cứng rắn không thua ai. Nhưng cơn giận của Lý Bạch chưa kịp bùng nổ, đã bị một luồng uy áp mạnh mẽ to lớn, ép tới nỗi căn bản không cách nào nhúc nhích được. Điền Văn mỉm cười nhìn về phía Lý Bạch nói, chỉ là mấy câu nói đùa thôi mà, cần gì phải coi là thật chứ. Hơn nữa, hắn là người của Triệu Thắng, nếu như ông thật sự đánh nhau với hắn. E rằng Triệu Thắng nổi giận thì sẽ không tính toán với ông mà sẽ lấy lý do này để đánh đến tận cửa. Hôm nay Tiêu Chính Văn đang bị thương nặng, hậu quả sẽ không thể lường nổi. Chương 4275 lời nói của Điền Văn đang ám chỉ với Lý Bạch, rất có khả năng Triệu Xá là do Triệu Thắng cử tới gây chuyện, mục đích là mượn cơ hội chiếm đế khư. Nghĩ tới đây, Lý Bạch cũng chỉ có thể âm thầm nhẫn nhịn, trở lại chỗ ngồi. Nhưng mọi người ở đây đều nhìn thấy rõ. Triệu Xá công khai nhạo báng Tiêu Chính Văn, mà người của Điện Thần Long còn không dám đáp trả, điều này càng chứng thực tin tức Tiêu Chính Văn bị thương nặng chưa lành. Xem ra lần này Tiêu Chính Văn thật sự xong đời rồi. Ở thời điểm mấu chốt, hắn bị thương nặng, e là Điện Thần Long không đi được bao xa nữa. Bất kể chiến tích trước đây của hắn huy hoàng đến mức nào, giờ đây cũng đã gặp nguy hiểm bốn bề. Chưa biết chừng còn có kẻ thù tìm đến gây phiền phức cho hắn nữa. Không ít người cũng âm thầm suy đoán trong lòng về tương lai của Điện Thần Long và Tiêu Chính Văn. Mà sau chuyện này, phía Điện Thần Long cũng yên tĩnh khác thường, giống như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Vừa không thấy Tiêu Chính Văn tỏ thái độ, cũng không thấy đám người Tần Lương Ngọc lên tiếng, hết thảy đều yên lặng một cách kỳ lạ. Theo lý mà nói, với tính cách của Tiêu Chính Văn, không thể nào cứ bỏ qua như vậy, đám người Khổng Thế Phương và Tư Mã Huy tụ lại với nhau lần nữa, cũng đang thảo luận chuyện này. Điều này vừa khéo nói rõ, giờ Tiêu Chính Văn đã yếu tới cùng cực, một lòng chỉ muốn làm rùa đen rụt cổ thôi, Tư Mã Huy cười nhạt nói. Không sai, nếu không phải bị thương nặng không trị được thì chắc chắn Tiêu Chính Văn sẽ ra tay, dù không ra tay, ít nhất cũng sẽ lên tiếng đại diện cho Điện Thần Long, Khổng Thế Phương nói với giọng điệu chắc nịch. Thật ra hai người họ vẫn luôn không cam lòng, dẫu sao hai người đều có chỗ dựa vững chắc, lúc trước bị Tiêu Chính Văn sỉ nhục như vậy. Nhưng lại một mực không dám phản kháng. Vì vậy, bọn họ vẫn luôn chú ý mỗi hành động của Tiêu Chính Văn, đồng thời chờ cơ hội trả thù anh. Hôm nay bốn cậu chủ chiến quốc cùng không ít thanh niên chiến quốc đều lũ lượt trở về.
Tiêu Chính Văn kém rất xa so với bọn họ. Nhất là chuyện Tiêu Chính Văn bị thương nặng, càng làm cho họ thấy được chút ánh sáng hy vọng le lói. Quả thật đây không phải phong cách của Tiêu Chính Văn, người này tuyệt đối không phải loại hiền lành gì. Nếu là trước đây, hắn đã điên cuồng trả thù Triệu Xá rồi. Tư Mã Huy cau mày nói. Vừa rồi ông cũng nói rồi đấy, bây giờ bốn cậu chủ chiến quốc trở về, mà cậu ta lại không biết hôm đó cậu chủ nào đã đánh lén mình, sao cậu ta còn dám không coi ai ra gì chứ, Khổng Thế Phương cười nhạt nói. Cho dù không phải Điền Văn, cũng có thể là cậu chủ của Tề Quốc, theo tôi thấy, người có khả năng nhất chính là Điền Khải. Dẫu sao Điền Văn còn phải lo giữ thể diện, lỡ như bị lộ sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Tư Mã Huy cau mày phân tích. Không sai. Bất kể là Điền Khải hay Điền Văn ra tay, nhưng Tiêu Chính Văn bị thương nặng đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Hôm ấy số người có mặt ở đó đâu chỉ hàng vạn người. Chuyện này không thể là giả. Chương 4276 huống hồ, dù là hai chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không tỏ vẻ yếu thế trước đối phương ở thời điểm này, Tiêu Chính Văn càng không thể nào chắp tay dâng cho người khác thành quả thắng lợi sắp thuộc về mình được. Dù sao Khổng Thế Phương cũng có xuất thân là nho sinh, vì vậy tâm tư hết sức chuẩn xác kín đáo, gần như nói đâu chúng đó. Không sai, chuyện này càng tỏ rõ rằng bây giờ Tiêu Chính Văn cực kỳ e sợ bốn cậu chủ chiến quốc, vì vậy, mới một mực giữ yên lặng, không dám lên tiếng với bên ngoài. Do đó, bất kể cậu ta còn bế quan dưỡng thương hay không, cũng tuyệt đối không thể đi tham gia yến hội thành Thiên Đô, nếu đi, cậu ta cũng chỉ có thể tự rước nhục. Tư Mã Huy cũng gật đầu liên tục nói. Hai, đáng tiếc. Nếu cậu ta không đối địch với nhà họ Khổng thì có lẽ Điền Văn sẽ không đột nhiên ra tay với cậu ta như vậy. Thiên tài giống như cậu ta quả là thế gian hiếm có, nhưng chọc chúng người không nên chọc vào là đã xác định không thể sống lâu rồi. Khổng Thế Phương rất hiểu con người Điền Văn, đừng thấy bây giờ Tiêu Chính Văn chỉ bị thương mà lầm, thực tế chỉ cần Điền Văn ra tay, tuyệt đối không thể nào chỉ khiến Tiêu Chính Văn bị thương đơn giản như vậy. Có thể nói... Hôm đó không thẳng tay chém chết Tiêu Chính Văn đã nằm ngoài dự đoán của Điền Văn rồi, nhưng tiếp theo, tất nhiên Tiêu Chính Văn sẽ còn phải đối mặt với sự bài trừ và ám sát điên cuồng từ Điền Văn. Dù cậu ta không chết thì sao chứ? Chỉ dựa vào cậu ta mà còn muốn sánh vai cùng bốn cậu chủ chiến quốc ư? Dù cậu ta có ý định này, bốn cậu chủ chiến quốc cũng sẽ không cho cậu ta cơ hội. Hơn nữa, không lâu nữa, núi Bách Long sẽ có bảo vật thiên địa xuất thế. Vị cậu chủ kia sẽ cho phép Tiêu Chính Văn cùng chia chén canh sao? Hơn nữa, với tình hình của cậu ta bây giờ, 80% chỉ có thể bất lực nhìn mà than thở thôi. Khổng Thế Phương cười nhạt nói. Khổng Thế Phương vẫn hết sức khâm phục Tiêu Chính Văn, chỉ tiếc, hai người không cùng lý tưởng khó có thể bước chung đường. Nếu Tiêu Chính Văn cố ý đứng ở phía đối lập với nhà họ Khổng, vậy thì đã định trước bọn họ chỉ có thể là địch, mà đối với địch, Khổng Thế Phương tuyệt đối không thể có chút thương hại nào. Thật ra không chỉ ông ta và Tư Mã Huy đang thảo luận chuyện này, mà toàn bộ Đông Vực, rất nhiều thế lực đều đang bàn luận về diễn biến trong buổi tiệc ở thành Thiên Đô. Hơn nữa tất cả mọi người đều so sánh Tiêu Chính Văn với bốn cậu chủ chiến quốc. Từ khi bốn cậu chủ xuất thế, ánh hào quang của Tiêu Chính Văn đột nhiên bị bốn cậu chủ chèn ép. Cả thành Đại Phong đều bàn tán xôn xao. Dù sao thành chủ Tần Lương Ngọc cũng đã từng tuyên bố với bên ngoài rằng thành Đại Phong đã về dưới chướng Điện Thần Long. Giờ phút này, sinh tử vinh nhục của Tiêu Chính Văn đã liên quan chặt chẽ với họ rồi. Mà không ít tiệm trà quán rượu trong thành Đại Phong, thậm chí là phố lớn hẻm nhỏ, đều có thể thấy người người bàn luận về Tiêu Chính Văn và bốn cậu chủ chiến quốc. Theo tôi thấy, ngày đó nhất định là một trong bốn cậu chủ ra tay, không phải Hoàng Yết thì là Ngụy Vinh Kỳ. Trước mắt chỉ có hai người họ còn chưa xuất hiện công khai thôi. Chương 4277 không thể nào, Ngụy Vinh Kỳ hoàn toàn không coi Tiêu Chính Văn ra gì, càng sẽ không từ xa vạn dặm đi đến phục kích cậu ta. Ngụy Vinh Kỳ cao ngạo đến mức nào, hắn khinh thường những chuyện như đánh lén, ám sát lắm. Trái lại tôi cảm thấy hai anh em Điền Văn và Điền Khải đáng nghi nhất. Chỉ cần là người đối nghịch với nhà họ Khổng đều căn bản không có gì giới hạn gì. Một gian trong quán rượu, mấy người trẻ tuổi vừa uống rượu, vừa bàn luận viển vông. Trước mắt cũng chỉ có Tiêu Chính Văn và bốn cậu chủ chiến quốc mới là đề tài nóng hổi. Bọn họ vừa nói ra những lời này, mấy vị khách bên cạnh tới thưởng thức rượu ngon cũng rối rít nhìn sang mấy người họ. Nếu ngay cả người đánh lén mà Tiêu Chính Văn cũng không đánh được,
vậy thì càng không thể nào là đối thủ của Ngụy Vinh Kỳ. Dĩ nhiên rồi, năm đó Ngụy Vinh Kỳ có thể một mình chống trả hàng triệu cao thủ quân Tần, cũng là sự tồn tại độc nhất vô nhị trong bốn cậu chủ. Hoàng Yết cũng không thể coi thường đâu, so với Điền Văn và Triệu Thắng, Hoàng Yết cũng là một nhân vật hung ác không thể xem thường. Tuy nước Sở nhỏ bé, nhưng Tần Vong ắt đến Sở chính là từ miệng người này mà ra. Chẳng mấy chốc, mọi người bắt đầu chuyển đề tài bàn luận từ Tiêu Chính Văn sang bốn cậu chủ chiến quốc. Nhưng mỗi lần nói tới bốn cậu chủ chiến quốc, tất cả mọi người đều ngưỡng mộ, ngay cả trong lời nói cũng mang sự sùng kính vô cùng. Nhưng vào lúc này, Lý Bạch ngồi ở trong góc nghe mọi người phân tích mỗi câu mỗi từ, sắc mặt càng ngày càng lạnh lùng. Người đâu, bảo Ngữ Lâm vệ đuổi hết đám khốn kiếp kia ra ngoài cho tôi. Hơn nữa, vĩnh viễn đuổi ra khỏi đế khư. Lý Bạch vừa dứt lời, Thượng quan Uyển Nhi đã phất tay, tỏ ý hai Ngữ Lâm vệ bên cạnh lui ra. Sau đó mới mỉm cười nói, chẳng lẽ ông không nhận ra, đây là do anh Tiêu cố ý tạo ra sao? Có lẽ, anh Tiêu đang chơi một ván cờ lớn đây. Ván cờ lớn, dù vậy, cũng không thể để cho mấy gã sai vặt tùy ý bôi nhọ chứ, sắc mặt Lý Bạch càng khó coi. Khó trách năm đó, bất kể ông cố gắng thế nào cũng không vào được quan trường. Có một số việc, muốn nắm quyền chủ động phải tạm thời nhẫn nhịn, hơn nữa, cục diện bây giờ mới là có lợi nhất đối với anh Tiêu. Không ai để ý một đối thủ đã bị phế bỏ, lại càng không ai để ý những nguy cơ ẩn nấp trong bóng tối. Nhưng thường thì đó mới là chí mạng nhất, Thượng quan Uyển Nhi mỉm cười giải thích. Dẫu sao cô ta đã từng là nữ quan duy nhất bên cạnh nữ đế, hơn nữa là dưới một người trên vạn người. Ban đầu thủ đoạn của nữ đế cao siêu đến mức nào? Hôm nay cô ta đã thấy được bóng dáng của nữ đế năm đó trên người Tiêu Chính Văn. Điều này càng làm cho Thượng quan Uyển Nhi tin chắc, Tiêu Chính Văn ắt có thủ đoạn đáp trả, có điều, bây giờ Tiêu Chính Văn còn đang bố trí. Hơn nữa, đây là một tấm lưới trời to lớn, đến lúc đó có lẽ bốn cậu chủ chiến quốc cũng sẽ bị cuốn vào trong lưới. Sau đó, bắt gọn một mẻ. Chương 4278 Lý Bạch nặng nề thở dài, Thượng quan Uyển Nhi nói không sai, cả đời ông ta đều không thể chen vào chốn quan trường, có lẽ cũng vì lòng dạ quá thẳng thắn. Mà giờ phút này, mấy đệ tử Tề Thiên Thư Viện cũng ngồi bên cạnh một nho sĩ trung niên, rối rít nói với ông ta, thầy à, quả thực chúng con không nghĩ ra, tại sao chuyện Tiêu Chính Văn trọng thương đã chắc chắn rồi, chúng ta còn phải, nho sĩ trung niên chính là Phương Tử Tấn của Thư Viện Tề Thiên. Phương Tử Tấn cười nhạt nói, thế gian hiểm ác, cẩn thận thì đi được vạn năm. Tiêu Chính Văn có thể một mình chém chết 8 vị cao thủ cảnh giới đại đế, đây cũng không phải là chuyện đùa. Với thực lực của cậu ta, thật sự dễ dàng bị thương nặng như vậy sao? Vậy 8 vị đại đế kia chết oan quá. Dù đích thân Tiêu Chính Văn cùng với tất cả mọi người từ trên xuống dưới trong điện thần long đều nói cậu ta đã bị thương nặng, nhưng chúng ta không tận mắt nhìn thấy, hiểu chưa? Lời vừa dứt, những đệ tử trong Tề Thiên Thư Viện mới chợt hiểu ra. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, lại liên tưởng tới lúc Điền Văn phái thư đồng bên cạnh mình đi mời Tiêu Chính Văn tới dự tiệc. 89/10 Điền Văn cũng đang hoài nghi Tiêu Chính Văn bị thương thật hay không. Dẫu sao lúc trước chiến tích của Tiêu Chính Văn quá chói mắt, gần như quét ngang 8 vị cao thủ cảnh giới đại đế, người như vậy có quá nhiều biến số, ngay cả Điền Văn cũng không thể yên tâm 100%. Ngay cả Triệu Xá cũng đang thử thăm dò Tiêu Chính Văn xem thật giả thế nào. Nếu không, các con nghĩ người của Triệu Thắng sẽ nói ra lời khó nghe như vậy sao, khóe miệng Phương Tử Tấn hơi nhếch lên, tạo ra một nụ cười nhạt. Dẫu sao Triệu Xá cũng là quý tộc, sao có thể mất lịch sự trước mặt mọi người như vậy? Cái gì, ngay cả Triệu Thắng cũng đang chú ý đến Tiêu Chính Văn, mọi người xung quanh không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Dẫu sao từ xưa đến nay đám người Triệu Thắng và Tiêu Chính Văn không oán không thù, căn bản không cần thiết phải để ý đến Tiêu Chính Văn. Tầm nhìn của các con quá hẹp, sao có thể nhìn xa trông rộng được? Nếu không đi tìm hiểu nhân vật chói mắt như Tiêu Chính Văn thì bốn cậu chủ chiến quốc kia cũng chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Có điều, theo như biểu hiện của Tiêu Chính Văn mấy ngày qua, e rằng cậu ta thật sự bị thương, hơn nữa vết thương không hề nhẹ. Vậy thì xem ra chuyến đi đến núi Bách Long lần này, Tiêu Chính Văn chỉ có thể lỡ mất dịp may mà thôi, Phương Tử Tấn nói đến đây, ngửa mặt phá lên cười. Thực ra bây giờ không chỉ Điền Văn mà ngay cả những vị cậu chủ chiến quốc khác cũng không yên tâm về Tiêu Chính Văn,
vì vậy tất cả mọi người đều đang cố gắng thăm dò tình hình của Tiêu Chính Văn. Nếu không phải vì quá kiêng sợ Tiêu Chính Văn, Điền Văn cũng sẽ không hy sinh lợi ích của nhà họ Khổng để kết liên minh với Tiêu Chính Văn. Đối mặt với một đối thủ mạnh, cách tốt nhất chính là đồng hóa chứ không phải loại bỏ thể xác. Cho dù thế lực của nhà họ Khổng có thể loại bỏ cao thủ như Tiêu Chính Văn từ vùng ngoài lãnh thổ thì cũng sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Chương 4279 bây giờ bốn cậu chủ đã lần lượt trở về, nếu nhà họ Khổng cạn kiệt sinh lực sớm, sẽ vô cùng bất lợi cho cuộc tranh bá bá chủ tiếp theo. Vì vậy, ngoại trừ lãnh đạo cấp cao của Tề Thiên Thư Viện như Khổng Ly, Phương Tử Tấn Gia, những người phía dưới đều không thể hiểu được hành động của Điền Văn. Bữa tiệc ở Thành Thiên Đô vừa kết thúc, Hồng Ấn đã để lại vài tên tay sai rồi rời đi một mình. Triệu Xá cũng vội vàng quay về báo cáo với Triệu Thắng. Chỉ còn hai anh em Điền Văn và Điền Khải ở lại Thành Thiên Đô. Anh, người tấn công Tiêu Chính Văn là anh phải không? Điền Khải nhìn Điền Văn với vẻ chế nhạo. Hai anh em họ lớn lên cùng nhau, cho nên rất hiểu phong cách hành sự của đối phương. Điền Văn cười bưng chén trà lên, lắc đầu nói, rất nhiều người chú ý đến tên này, lẽ nào không thể là Ngụy Vinh Kỳ hay Triệu Thắng à? Hoàng Yết mãi chưa lộ diện, nói không chừng người đánh lén Tiêu Chính Văn hôm đó chính là hắn. Mặc dù Hoàng Yết mưu mô, nhưng chưa bao giờ đánh lén. Còn Ngụy Vinh Kỳ là người lỗ mãng, nếu hắn ra tay thì chắc chắn mọi người đều biết. Còn về Triệu Thắng, hắn có thời gian sao? Nếu Triệu Thắng không bị những chuyện vặt vãnh kìm chân thì hôm nay hắn sẽ không chịu xá tới đây. Điền Khải chế nhạo, phản bác lại. Có một số chuyện mọi người đều ngầm hiểu, chú nói thử xem, Điền Văn tỏ vẻ tao nhã. Dù sao bọn họ cũng là bốn cậu chủ chiến quốc, tất nhiên họ không muốn bị vạch trần hành vi bẩn thỉu của mình. Hơn nữa mặc dù hai người họ là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng từng là kẻ thù không đội trời chung khi còn nhỏ. Từ sau khi Điền Văn kế thừa sự nghiệp, Điền Khải hoàn toàn bị che lấp bởi ánh hào quang của Điền Văn. Trong hàng trăm năm ở chiến quốc, Điền Khải thậm chí còn chẳng có tên tuổi gì. Cho đến bây giờ, khi nhắc đến Điền Khải, mọi người đều gọi hắn là em trai Điền Văn. Điền Khải vô cùng ghét danh hiệu này. Bất kể mục đích là gì, tên Tiêu Chính Văn đều không nên chết. Cũng không thể chết, Điền Khải nói. Tư tưởng lớn gặp nhau, Điền Văn nhấp một ngụm trà, mỉm cười nói. Ngoài mặt, bọn họ đang nói về Tiêu Chính Văn, nhưng thực ra là đang thăm dò đối phương. Xem ra đây là lần đầu tiên chúng ta có ý kiến giống nhau nhỉ. Thật bất ngờ, Điền Khải chế nhạo, phất tay áo rồi quay người rời đi. Đêm hôm đó, một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên tỏa ra ở gần Thành Thiên Đô. Trong chốc lát, mây đen kịt trời, tiếng sét đánh vang trời không dứt. Thiên tượng đáng sợ này khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Mọi người lần lượt ngẩng đầu nhìn về nơi xảy ra sự việc cách Thành Thiên Đô cả trăm km. Lúc này, ngay cả ông lão Thiên Tính cũng kinh ngạc nhìn về phía xa xa. Đây là thiên tượng do vũ khí cổ thần gây ra. Chương 4280 không chỉ ông lão Thiên Tinh mà gần như tất cả mọi người đều nhận ra điều này. Rốt cuộc là ai đang sử dụng vũ khí cổ thần để gây chuyện? Một tiếng quát lớn đột nhiên vang vọng cả bầu trời, nhưng không hề có câu trả lời nào. Ngược lại, ở cách Thành Thiên Đô trăm km, Triệu Xá đầu tóc rối bù, trên người be bét máu. Hắn không ngờ mình lại bị người ta đánh lén trên đường. Mấy vị cao thủ đế cảnh đi cùng hắn đều đã hóa thành cho bụi khi đối phương ra tay. Đòn đánh của đối phương mạnh mẽ như thiên kiếp, hơn nữa đối phương còn sử dụng vũ khí cổ thần. Trời đất một phương bị vũ khí cổ thần phong ấn, Triệu Xá muốn phát tín hiệu cầu cứu cho Triệu Thắng, nhưng đều thất bại. Lúc này, bầu trời trong bán kính 100 km đã giảm xuống hàng trăm mét, tầng mây xả xuống đến mức tay có thể chạm tới. Xuyên qua tầng mây. Một người áo đen lạnh lùng nhìn Triệu Xá, sau đó phất tay, một đại đỉnh lớn ụp tới. Đại đỉnh vừa xuất hiện, như mang theo hải khí vô tận, giữa trời đất dường như có sóng lớn, cách xa mấy chục km cũng có thể nghe được tiếng sóng vỗ. Tôi là Triệu Xá, cậu chủ nước Triệu, dám động vào tôi thì cả đông vực này sẽ không được yên đâu. Triệu Xá đưa tay che vết thương, nhìn chằm chằm người mặc áo đen trên trời, gầm lớn. Thực ra lực chiến của hắn cũng ở cảnh giới đế quân, nhưng trong tay đối phương có vũ khí cổ thần, chỉ một đòn cũng có thể khiến hắn bị thương nặng.
mười mấy vị cao thủ đế cảnh đồng thời biến thành cho tàn, sức mạnh này không phải là thứ mà hắn có thể chống đỡ. Cách duy nhất bây giờ là dùng thân phận của chính mình để hù dọa đối phương, chỉ cần thoát được lần này, chắc chắn sẽ có cách tìm ra thân phận của đối phương. Nhưng đáng tiếc là đối phương không hề quan tâm đến hắn. Thần lực trong đại đỉnh như đại dương bao la, liên tục bộc phát. Ngàn vạn tia sáng tấn công Triệu Xá từ mọi phía. Bùm, xẹt xẹt xẹt, hàng ngàn tia chớp cùng lúc đánh vào Triệu Xá lập tức chìm trong biển sét. Ngay cả trái đất cũng bị vô số tia sét tấn công, tạo ra một cái hố khổng lồ sâu hàng trăm mét. Sau trận thiên lôi, dưới hố chỉ còn lại cái xác cháy khô. Trong chốc lát, tin tức Triệu Xá bị giết đã lan truyền khắp Đông Vực. Em trai của Triệu Thắng là Triệu Xá và 27 vệ sĩ đều chết thảm ở ngoài thành Thiên Đô. Tin tức này lập tức khiến các thế lực trở nên sôi sục. Đây là sự kiện lớn đầu tiên kể từ khi bốn cậu chủ chiến quốc trở về. Triệu Xá cũng là một trong bốn cậu chủ chiến quốc, vậy mà lại bị biển sét đánh tan thành than, đây là sự sỉ nhục đối với nước Triệu, khinh thường Triệu Thắng. Chương 4281 Hồng Ấn hơi nhíu mày, chuyện này nhất định sẽ dấy lên làn sóng lớn. Lúc này, một luồng khí tức đáng sợ khác đột nhiên tỏa ra. Vô số tia sáng màu tím phóng lên trên không của thành Thiên Đô. Bùm, 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 vô số xương máu lập tức nổ tung trên không trung. Ai, lúc này, Hồng Ấn cũng vô cùng tức giận. 15 người mà ông ta dẫn về từ vùng ngoài vũ trụ đều đã chết trong Ngọc Phụng Lâu ở thành Thiên Đô. Mặc dù đó chỉ là một tiếng hét giận dữ, nhưng bên ngoài thành Thiên Đô hàng nghìn km cũng chấn động theo. Trong Tề Thiên Thư Viện, đế quân duy nhất cũng bay lên không trung. Bỗng chốc, trời mây mù mịt, Thương Long bay vút lên, khí tức kinh người lập tức bao trùm cả một vùng ngàn dặm. Hồng Ấn, người của ông cũng chết ở thành Thiên Đô à, đế quân nhà họ Khổng khẽ nhíu mày, hỏi trong không trung. Hừ, Hồng Ấn tức giận khịt mũi, phất tay áo, một đạo thiên cảnh xuất hiện trên bầu trời thành Thiên Đô. Ông tự mình xem đi, Hồng Ấn vô cùng tức giận, là ai dám giết thuộc hạ của ông ta? Lần trước, Trần Thiên Cổ đánh một tên thuộc hạ của ông ta, đã bị ông ta giết bằng một nhát kiếm ở cách xa hàng ngàn km. Vậy mà bây giờ, 15 thuộc hạ của ông ta để lại ở thành Thiên Đô đều bị giết hết. Đây là đang coi thường ông ta. Lúc này, cảnh tượng kinh hãi vừa rồi lại hiện lên trong thiên cảnh. Một người áo đen đưa tay lên, phóng ta một luồng sáng. Ngay sau đó, luồng ánh sáng kia đột nhiên tỏa ra, dẫn theo bão gió, vô số tia sét ập xuống. Sông núi vỡ vụn, đại địa sụp đổ, ngay cả những đám mây trên bầu trời cũng tụt xuống hàng trăm mét. Đây chỉ là chiếu lại cảnh tượng vừa rồi mà thôi, chỉ có thể nhìn thấy người đã làm việc đó, mặc quần áo đen và đeo khăn che mặt màu đen, còn hắn dùng vũ khí cổ thần nào thì không rõ. Chỉ nhìn thấy một mảng ánh sáng mờ mịt. Cho dù Hồng Ấn dùng trận pháp vô không ở vùng ngoài vũ trụ thì cũng chỉ có thể nhìn thấy vài hình ảnh trước đó mà thôi, không thể tra ra được thân phận của đối phương. Nhìn thấy cảnh này, ngay cả đế quân nhà họ Khổng cũng phải nhíu mày. Ngay sau đó, tin tức Triệu Xá bị giết cũng lan truyền ra ngoài, mà tất cả mục tiêu đều nhắm vào cùng một người. Người này giống hệt người đã tấn công Tiêu Chính Văn ngày hôm đó. Cùng mặt nạ đen, cùng quần áo đen, cùng một chiêu đánh lén. Thủ pháp, thân hình hoàn toàn giống nhau. Hai anh em Điền Văn cùng hít sâu một hơi. Kế hoạch hay, hai anh em Điền Văn bước lên không trung cùng lúc, không hẹn mà nhìn nhau. Hai vị phải cho tôi một lời giải thích về chuyện này. Hồng Ấn gầm lên với đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí. Cùng lúc đó, thiên kiếm treo ngay trên bầu trời thành Thiên Đô, quanh người Hồng Ấn đằng đằng sát khí. Hồng Ấn, xin hãy bất giận, Khổng Hồng Chiết vội vàng bay lên trời, lên tiếng ngăn cản. Nếu hôm nay Hồng Ấn tiếp tục ra tay, nhất là với Điền Văn một trong bốn cậu chủ chiến quốc thì sẽ hoàn toàn trở thành chuyện lớn. Ông ta là người nhà họ Khổng cũng chỉ có thể khuyên can, nhưng căn bản không dám quát tháo đối phương. Nhất thời, tất cả mọi người đều kinh hoàng nhìn về phía Khổng Hồng Chiết, phải biết rằng, ông ta là cao thủ đế cảnh cấp 8, cảnh giới đế quân chân chính đấy. Trong các thế lực khắp nơi, đế quân đều có thể xem như địa vị rất cao, dẫu sao ngày nay đế quân chân chính ở vùng ngoài lãnh thổ đã chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trừ phi là những cao thủ ở chiến trường vùng ngoài vũ trụ trở về, nếu không,
vị cao thủ cảnh giới đế quân nào không phải là tâm điểm trong cốt lõi của một thế lực. Hơn nữa, nhà họ Khổng có địa vị cao ở vùng ngoài lãnh thổ, lại thêm Khổng Hồng Chiết lại là nhân vật lão làng chân chính của Tề Thiên Thư Viện, với thân phận của ông ta mà còn phải khách sáo với Hồng Ấn như vậy ư. Chỉ là Hồng Ấn không hề có ý thu hồi khí tức, ngược lại sát khí còn nặng hơn mấy phần, thanh thiên kiếm đã treo cao ở đỉnh đầu, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ có thể bộc phát một đòn tấn công hủy diệt trời đất. Giờ phút này, hai anh em Điền Văn và Điền Khải cũng bay lên trời. Hai người mang khí thế bừng bừng, sát ý ngút trời. Có điều, họ không nhằm vào Hồng Ấn, mà là gây khó dễ lẫn nhau. Điền Văn vùng ống tay áo lên, khí tức điên cuồng bùng nổ, phóng thẳng về phía Điền Khải. Điền Khải cũng không cam lòng yếu thế, tung ra một luồng kiếm khí, nghênh đón đòn tấn công của Điền Văn. Hai khí tức vô cùng mạnh mẽ va vào nhau trên không, ngay cả bầu trời cũng rung động dữ dội. Tất cả mọi người phía dưới đang xem cuộc chiến đều bị chấn động đến mức hoa mắt váng đầu. Nhất thời, trên trời, ba người Điền Văn, Điền Khải và Hồng Ấn trừng mắt nhìn nhau từ xa, không ai nhường ai. Dẫu sao cảnh giới ba người gần như hoàn toàn giống nhau, ngày thường, ngại vì tình cảm, nể mặt nhau, nhưng đã đến bước này, ba người gần như đồng thời tháo bỏ lớp ngụy trang. Giờ phút này, khí tức ba người họ điên cuồng bùng nổ, che phủ toàn bộ thành Thiên Đô, cả bầu trời đều rung chuyển, nền đất cũng xuất hiện nhiều vết nứt. Tựa như giây kế tiếp, toàn bộ thành Thiên Đô đều sẽ bị lật đổ. Tất cả mọi người trong thành Thiên Đô đều ngẩng đầu lên, nhìn ba người trên không, áp lực ba người họ tạo ra quả thực quá mức mạnh mẽ quyết liệt, rất nhiều người bây giờ ngay cả hít thở cũng khó khăn. Cho dù là cao thủ đế cảnh, lúc này, cũng có thể miễn cưỡng tự vệ, có người còn trốn vào trong đại trận bảo vệ. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới hiểu được, bốn cậu chủ chiến quốc đáng sợ đến mức nào. Sự chênh lệch này gần giống như vực thẳm trời cao. Cho dù Khổng Hồng Chiết cũng là cảnh giới đế quân, nhưng kém quá xa anh em Điền Văn, thậm chí so sánh với Hồng Ấn cũng có phần miễn cưỡng. Không đúng, chắc là do người khác. Ngay khi tất cả mọi người đều nín thở, chờ đợi đại chiến bùng nổ, Hồng Ấn đột nhiên thu hồi sát khí quanh người, lạnh lùng nói. Nghe Hồng Ấn nói, hai anh em Điền Văn cũng đồng thời thu hồi khí thế, sau đó, ba người quay lại bay về phía đế khư. Dọc theo con đường này, vô số núi đồi đều bị khí tức mạnh mẽ san bằng, vô số kiến trúc cổ xưa đều hóa thành ngói vụn trong nháy mắt. Ngay cả người đứng xem cũng thấy rõ, ba người họ đang đi tìm Tiêu Chính Văn gây sự, hoặc là họ muốn đi ép cung. Các tông môn và thế lực gần đế khư cũng đều như gặp phải kẻ địch mạnh. Anh Tiêu, hãy ra đây nói vài lời, giọng nói của Điền Văn như chuông đồng, lạnh lùng nói vọng vào trong đế khư. Nói rõ ra, ảnh hưởng của chuyện này đã quá lớn, dù Điền Văn vẫn luôn không muốn bộc phát xung đột chính diện với Tiêu Chính Văn, nhưng vào giờ phút này, hắn phải nhanh chóng đổ mối họa này đi, nếu không, sau này ắt sẽ gặp phiền toái không ngừng. Triệu Xá cũng không phải người làm công của Triệu Thắng, mà là người trong dòng họ, giết Triệu Xá chính là đang khiêu chiến nước Triệu. Một khi Triệu Thắng tức giận, đánh tới ồ ạt, ngay cả Điền Văn cũng chưa chắc chống đỡ được. Vì vậy, nhân lúc Triệu Thắng chưa tức giận, phải cho Triệu Thắng một lời giải thích vừa ý. Thậm chí kể cả phía Hồng Ấn cũng phải cho đối phương một câu trả lời hài lòng. Tuy Hồng Ấn chỉ có một mình, cũng không phải là một thế lực, nhưng sau lưng ông ta lại là cả đại tộc vùng ngoài vũ trụ. Điền Văn không muốn có bất kỳ mâu thuẫn gì với Hồng Ấn trước khi chuyện quá rõ ràng. Anh Tiêu, bất kể thế nào, hôm nay anh cũng phải gặp mặt chúng tôi một lần, Điền Khải cũng bộc lộ ra uy nghiêm vô cùng. Tay Hồng Ấn cũng cầm thiên kiếm, chân đạp lên ánh sáng mà đi. Ba người đồng thời đứng ngạo nghễ trên trời, lạnh lùng nhìn xuống đế khư phía dưới. Nếu Tiêu Chính Văn không thể cho bọn họ một câu trả lời hài lòng, hoặc không thể chứng minh Tiêu Chính Văn không liên quan đến chuyện này thì thứ chờ đợi anh chính là tai họa ngập đầu. Giờ phút này, vô số người cũng thay đổi sắc mặt, không khỏi lo lắng nhìn về phía đế khư. Tình thế bây giờ đã rất rõ ràng, hai anh em Điền Văn đến vì nhằm vào Tiêu Chính Văn. Bất kể chuyện này có liên quan đến Tiêu Chính Văn hay không, chỉ cần giết Tiêu Chính Văn, đuổi Điện Thần Long đi, nhà họ Khổng sẽ có thể chính thức làm chủ đế khư. Có điều, ngay trước mặt Hồng Ấn, họ không thể làm tất cả những chuyện này một cách trắng trợn mà thôi. Hai anh em Điền Văn vừa dứt lời, vô số ảo ảnh cây giáo bạc lập tức xuất hiện trên bầu trời đế khư, Từ Huy Tổ là người đầu tiên bay lên trời, đứng từ xa đối đầu với đám người Điền Văn.
Ba vị, nếu tới gặp cậu Tiêu, xin hãy thu hồi uy áp. Nếu là tới tuyên chiến, vậy chúng tôi bằng lòng theo đến cùng. Cùng lúc đó, không chỉ Viên Thiên Canh và Tần Lương Ngọc, mà gần như tất cả cao thủ của Điện Thần Long đồng thời bay lên trời. Giờ phút này, trên trời, hai luồng khí tức bùng nổ, va chạm nhau trên không, thậm chí còn ma sát tạo ra tia lửa dữ dội. Khí tức của Tần Lương Ngọc đã tung ra hết, mơ hồ có khí phách của đế quân, còn hai người Từ Huy Tổ và Viên Thiên Canh cũng có khí tức của đại đế đỉnh cao. Ở phía sau họ là mấy trăm cao thủ cảnh giới đế cảnh và nhân hoàng, cùng với hơn ngàn ngữ lâm vệ. Toàn bộ cao thủ Điện Thần Long đều xông ra, như gặp kẻ địch mạnh. Chúng tôi chỉ muốn kiểm chứng một chuyện với anh Tiêu, không phải tới vì tuyên chiến, Điền Văn lạnh lùng nhìn Điền Khải, trầm giọng nói. Điền Khải thấy vậy, cũng chỉ đành thu hồi khí tức, không cam lòng nhìn về phía đế khư. Chỉ có Hồng Ấn vẫn cầm thiên kiếm, căm tức nhìn đám người Tần Lương Ngọc. Toàn bộ mười mấy tên tay sai của ông ta đều bị giết, giờ phút này, ông ta chỉ muốn giết thẳng vào đế khư, khiến toàn bộ Điện Thần Long ngập trong máu mới có thể hả giận. Mọi người muốn nói gì thì cứ nói đừng ngại, Tần Lương Ngọc bước về phía trước một bước, lạnh lùng chất vấn. Chúng tôi chỉ muốn hỏi, người chặn đánh cậu chủ Triệu Xá có phải anh Tiêu hay không, Điền Văn trầm giọng hỏi. Điền Văn nói đùa phải không? Cậu Tiêu đã bị thương nặng, hôm nay vẫn còn dưỡng thương, sao có thể chặn đánh Triệu Xá? Chẳng lẽ mấy người muốn sỉ nhục cậu Tiêu sao? Tần Lương Ngọc không hề nhún nhường, lạnh lùng mắng lại. Lời vừa dứt, đám người Điền Văn cũng không khỏi nhíu mày lại. Tiêu Chính Văn quả thật bị thương nặng, đây là chuyện ai ai cũng biết, hơn nữa lúc ấy cũng không ít người tận mắt nhìn thấy. Tuy rằng Tiêu Chính Văn có khả năng là hung thủ chặn đánh đám người Triệu Xá nhất, nhưng lúc này dù Tiêu Chính Văn muốn đánh cũng đâu thể mang thương tích ra chiến đấu, chém giết Triệu Xá một cách áp đảo như thế. Tôi nghĩ, có mấy lời không cần tôi nói quá rõ, người đánh lén cậu Tiêu ngày đó chắc là một trong ba vị đúng không? Hôm nay người chặn đánh cậu chủ Triệu Xá chắc hẳn cũng là người thần bí kia. Trái lại ba vị lại dẫn người tới tận nơi hỏi tội, thật là vô lý. Tần Lương Ngọc không hề che giấu, nói ra người đánh lén Tiêu Chính Văn ngày đó chính là một trong ba người họ. Sắc mặt hai anh em Điền Văn hơi thay đổi, ngay sau đó tiến lên phía trước nói quấy rầy rồi. Nói xong, Điền Văn bỏ lại hai người Hồng Ấn và Điền Khải, xoay người rời đi. Đã nói rõ ràng như vậy, nếu bọn họ còn tiếp tục ép cung thì chính là ỷ thế ức hiếp người, dẫu sao thân là một trong bốn cậu chủ chiến quốc, Điền Văn vẫn phải giữ mặt mũi. Hừ! Hồng Ấn thấy Điền Văn đã rời đi, thậm chí còn không chào hỏi gì, cũng lạnh lùng hừ một tiếng rồi lập tức rời khỏi đế khư. Sao vậy? Cậu chủ Khải còn có điều gì dạy bảo sao? Tần Lương Ngọc nhìn Điền Khải vẫn không rời đi, nói. Tôi muốn mời anh Tiêu cùng đến núi Bách Long, không biết anh Tiêu có hứng thú không? Điền Khải trơ tráo không cười, nói. Xin lỗi, cậu Tiêu đang bị thương nặng, thời gian này cần bế quan chữa thương, Tần Lương Ngọc lạnh lùng đáp. Ồ, chẳng lẽ thành chủ Tần có thể quyết định thay Tiêu Chính Văn sao? Rốt cuộc Điện Thần Long do Tiêu Chính Văn đứng đầu, hay thành chủ Tần là người có quyền nhất vậy? Điền Khải không cam lòng cười nhạt nói. Chuyện này quan trọng lắm sao? Chắc chắn không bao lâu nữa, người người khắp cả Đông Vực đều sẽ biết, ba vị tới đế khư ép cung, mà cậu Tiêu e sợ ba vị nên tránh né không gặp. Mục đích của ba vị đã đạt được, cần gì phải tiếp tục dây dưa chứ? Tần Lương Ngọc lạnh đáp lại. Thành chủ Tần quá lời, tôi chỉ quý tài năng của anh Tiêu, không muốn để anh ta bỏ lỡ báu vật xuất thế, nếu như bà nói vậy thì tôi đi trước một bước. Tuy nói vậy nhưng trên mặt Điền Khải rõ ràng lại lộ ra vẻ không cam lòng. Bây giờ, hầu hết mọi người ở cả Đông Vực đều tận mắt chứng kiến thời khắc này. Tiêu Chính Văn đúng là bị dọa sợ chết khiếp, thậm chí không dám lộ mặt, có thể thấy Tiêu Chính Văn tỏ ra mạnh mẽ trước đó đã không còn nữa. Điều này chỉ có thể chứng tỏ bốn cậu chủ chiến quốc đã trấn áp được Tiêu Chính Văn, nếu không cậu ta sao có thể chịu đựng cơn giận này. Hôm nay ba người họ trông có vẻ đến để hỏi về việc Triệu Xá bị giết hại, nhưng thật ra là đến để ép cung, dù là tông môn nhỏ nào cũng sẽ không nuốt trôi cơn giận này. Mà bây giờ Tiêu Chính Văn lại có thể nhẫn nhịn. Hai, tiếc quá, thế tục hiếm khi có một thiên tài như vậy nhưng cũng chỉ có thể đi đến bước này, lúc này không ít người đều thở dài. Hừ, chẳng phải Tiêu Chính Văn bất khả chiến bại sao? Lúc ở thành Đại Phong, cậu ta ngông cuồng đến cỡ nào? Thậm chí xem thường ngành y,
bây giờ thì sao? Khá lắm, Uy Phong lúc anh ta giết ông lão Trục Nhật ở đâu rồi? Bây giờ sao lại giống như rùa rụt cổ vậy? Xem ra Tiêu Chính Văn cũng chỉ có thế, lấn ép ức hiếp người yếu, sợ hãi kẻ mạnh, không dám ra mặt. Lúc này không chỉ nhà họ Phương mà ngay cả nhà họ Ngụy, nhà họ Khổng và bên Tề Thiên Thư Viện cũng có người ra mặt lớn tiếng chế giễu. Nhưng cho dù thế giới bên ngoài có cười nhạo thế nào thì trong đế khư vẫn bình yên như thường, Tiêu Chính Văn cũng không quan tâm đến những gì xảy ra ở bên ngoài. Cả đế khư vẫn phát triển từng bước như không có chuyện gì xảy ra. Thật ra lúc này Tiêu Chính Văn không có ở đế khư mà đã đến núi Bạch Long trước một bước. Ngay khi Tiêu Chính Văn đến núi Bạch Long không lâu, Tần Lương Ngọc và Viên Thiên Canh cũng đến, núi Bạch Long này có vẻ còn có càn khôn khác. Tiêu Chính Văn đứng dưới chân núi nhìn về hướng núi Bạch Long. Lúc này trên núi Bạch Long mây mù bao phủ, đứng ở xa nhìn mây hệt như có hàng trăm thương long đang lượn vòng quanh các đám mây. Thế núi và hình dạng này đừng nói thế tục, ngay cả ngoài lãnh thổ cũng không có nhiều. Cậu Tiêu, tương truyền núi Bạch Long từng là nơi ẩn náu của long tộc vào mấy chục ngàn năm trước. Hơn nữa núi Bạch Long và khí vận thiên đô có liên quan mật thiết với nhau. Lúc mấy người Mạnh Hồng Nho hỏi tội, Thanh Liên đã lặng lẽ thu lại khí vận của Thiên Đô, bây giờ chắc đang được bảo quản trong tay Thanh Liên. Nhưng núi Bạch Long này lại có khí tức của rồng, mặc dù khí tức của rồng khác với khí vận nhưng khí tức của rồng càng tuyệt diệu, có thể lấy được khí tức của rồng cũng xem như không uổng công đi chuyến này. Tần Lương Ngọc cũng nhìn về phía núi Bạch Long thở dài. Long tộc là truyền thuyết hàng chục ngàn năm trước, là người thống trị thế giới vào thời đó. Chính vì long tộc bị hủy diệt nên cường giả ngoài vũ trụ mới dám xâm lấn trái đất. Thế nên mới có trận chiến hàng chục ngàn năm giữa cường giả ngoài lãnh thổ và ngoài vũ trụ, nhưng nguyên nhân của mọi chuyện là thế nào thì cho đến giờ vẫn chưa được nghiên cứu. Năm đó rốt cuộc tại sao long tộc lại bị diệt vong, cho đến hiện tại ngay cả vùng ngoài lãnh thổ cũng không biết. Thậm chí vài truyền thuyết đã bị người đời sau lãng quên. Trong thế tục vẫn còn các ghi chép về rồng. Chẳng qua những câu chuyện thần thoại đó cùng lắm cũng chỉ có thể xem là một loại truyền thuyết. Còn long tộc thật sự rốt cuộc thế nào, mạnh ra sao, hiện tại đã không ai biết nữa. Thậm chí đến khi Đại Minh sụp đổ, tất cả người dân, vua, địa chủ đều tự gọi mình là thiên tử chân long, mọi người đều hy vọng có thể được long tộc công nhận. Chỉ có người được long tộc công nhận mới có thể được trời đất công nhận, cuối cùng lấy được khí tức của rồng, trở thành đế vương chân chính một thời. Ngay cả Thương Thang và Chu Võ Vương cũng luôn cho rằng mình là con cháu của long tộc, hơn nữa Chu Võ Vương còn từng hợp lực với huyết tộc ép Đế Tuấn vào đường cùng. Có thể thấy ngay cả người được gọi là thần vương cũng không thể chống đối lại long tộc. Bởi vì long tộc sụp đổ mới khiến tự nhiên mất đi đế vương, cũng làm dấy lên lòng tham của các thế lực để hình thành trật tự mới cho thiên hạ. Năm đó Lưu Bang giết rắn để thề rằng giấy binh chống Tần. Nhưng rất nhiều người thế hệ sau đều hiểu sai ý định ban đầu của Lưu Bang, giết rắn thực chất đang ám chỉ Tần Vương chỉ là một con rắn chứ không phải rồng. Lưu Bang có thể giết rắn chứng tỏ ông ta là chân long, ý chỉ có thể thay thế nhà Tần. Lần này bảo vật thiên địa lại xuất hiện từ trong núi Bạch Long, chứng tỏ không phải chỉ trong di tích long tộc mới có thông tin về long tộc, khắp nơi trên thế giới đều có di tích của long tộc để lại cho thế hệ sau. Lần này mấy người họ chọn hợp sức với nhau. Tôi nghĩ có lẽ không chỉ là vì bảo vật gì đó đâu. Các cậu chủ thời chiến quốc có bảo vật nào mà chưa nhìn thấy chứ? Mấy ngàn năm nay có vô số bảo vật thiên địa, tại sao lần này họ lại để tâm đến chuyện này như thế? Tôi cứ có cảm giác chuyện này có liên quan đến tim rồng Bạch Long. Tần Lương Ngọc nhíu mày phân tích. Ngoài tim rồng ra thì bà ta không nghĩ ra được bảo vật gì mà lại khiến bốn cậu chủ chiến quốc xem trọng như thế. Mặc dù họ lấy tim rồng không đúng thứ tự đã xác định không thể mở di tích long tộc, nhưng Tiêu Chính Văn cũng sẽ không tập hợp được đủ 5 tim rồng vì không lấy được tim rồng Bạch Long. Thế thì mọi người đều không thể đi vào di tích long tộc, đồng nghĩa với việc tất cả mọi người đều quay về điểm xuất phát. Tim rồng Bạch Long, tôi nghĩ chưa chắc, nếu có tim rồng Bạch Long xuất hiện thật, họ có thể sẽ phô trương tuyên bố với bên ngoài sao. Tôi lại nghĩ họ chỉ đang lấy chuyện này để bày bố một cái bẫy mà thôi. Một mặt muốn thăm dò thực lực của tôi, mặt khác nhân cơ hội này càn quét hết tất cả các thế lực có tâm tư không chính đáng, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói.
Thật ra chuyện mấy người Điền Văn đánh đến cửa đã nằm trong dự đoán của Tiêu Chính Văn, hơn nữa đã sắp xếp hoàn hảo cả rồi. Thế nên mấy người Điền Văn vừa đến Đế Khư sẽ được mấy người Tần Lương Ngọc nồng nhiệt chào đón. Nhưng cậu Tiêu à, hiện giờ ở Đông Vực có rất nhiều tin đồn bất lợi với danh tiếng của cậu, nếu cứ như thế e là Điện Thần Long sẽ trở thành mục tiêu công kích, Tần Lương Ngọc hơi lo lắng nói. Ngoài lãnh thổ là nơi sử dụng luật rừng, càng yếu sẽ càng trở thành mục tiêu bị các thế lực thâu tóm, trước đó chưa từng ai biết đến Điện Thần Long nhưng có Trương Nghi làm chỗ dựa nên dù những người khác có thèm muốn Điện Thần Long cũng không dám làm bừa. Bây giờ bốn cậu chủ chiến quốc đã quay về, Trương Nghi đã không thể làm chỗ dựa cho Điện Thần Long nữa, nếu không tức là tuyên chiến với bốn cậu chủ chiến quốc và quốc gia đằng sau họ. Cho đến nay Điện Thần Long có thể tồn tại nữa hay không đều phải xem Tiêu Chính Văn thể hiện thế nào. Một Điện Thần Long lớn mạnh dĩ nhiên sẽ bị các thế lực săn đón và nịnh nọt, nhưng một Điện Thần Long nhỏ bé sẽ trở thành mục tiêu chà đạp của các thế lực. Đầu lưỡi có thể đè chết người, nhưng chưa chắc có thể đè chết người thật, chỉ cần chúng ta có thực lực, họ muốn nói thế nào cũng mặc họ. Nếu có người đến tận cửa khiêu khích thì cứ giết là được. Tiêu Chính Văn cười mỉa nói. Ban đầu Tiêu Chính Văn muốn nhân cơ hội này che mắt người đời, mượn cơ hội làm vẩn đục hoàn toàn Đông Vực. Ở một nơi khác, trong Tề Thiên Thư Viện, Khổng Tề Thiên đang vừa thưởng thức trà vừa thưởng thức âm nhạc tao nhã. Tề Thiên Thư Viện như cái tên thì người sáng lập thật sự chính là Khổng Tề Thiên. Thế nên ông ta mới là chủ nhân nơi này. Bên cạnh có một thanh niên bưng chén trà nhấp một ngụm trà thơm nhưng vẻ mặt lại rất lạnh nhạt. Đáng tiếc quá, tôi nghe nói hôm đó Tiêu Chính Văn bị người ta đánh bị thương nặng, đến giờ vẫn đang đóng cửa từ chối tiếp khách. Khổng Tề Thiên quay sang nhìn Võ Anh Hào bên cạnh, nở nụ cười đắc ý. Dù sao Tề Thiên Thư Viện cũng là địa bàn của ông ta nên mới cố ý nói tin tức này cho Võ Anh Hào. Vậy à, Võ Anh Hào lạnh lùng hỏi. Không chỉ thế, vừa rồi ba người Điền Văn đã đến Đế Khư để ép cung, kết quả Tiêu Chính Văn sợ hãi đóng cửa không ra, chỉ bảo mấy người Tần Lương Ngọc xử lý chuyện này. Xem ra Tiêu Chính Văn không đáng để nhà họ Võ quan tâm quá mức. Khổng Tề Thiên đắc y nói. Thăm dò mà thôi, anh Tiêu không chịu tiếp khách dĩ nhiên có lý do của anh ấy, Võ Anh Hào không khách sáo đáp lại. Ừ, cũng có lý, nhưng tôi lại nghĩ họ làm thế hơi dư thừa, không cần thiết phải thăm dò, nói đến đây, ánh mắt Khổng Tề Thiên lóe lên tia sát khí. Muốn trả thù à, vậy ông có thể tự mình đến đó, Võ Anh Hào cười nhạo. Ồ, tôi tự mình đến, Tiêu Chính Văn xứng sao? Khổng Tề Thiên cười mỉa. Tôi nghĩ không phải vấn đề là anh Tiêu có xứng hay không mà là ông lo sợ chúng kế mới là thật. Lỡ đâu anh Tiêu không bị thương thì e rằng ông sẽ có đi mà không về đấy. Võ Anh Hào vạch trần suy nghĩ của Khổng Tề Thiên. Khổng Tề Thiên nheo mắt, liếc nhìn Võ Anh Hào, lắc đầu cười nói, không, cậu quá coi thường Điền Văn rồi. Một người từng làm tể tướng của hai nước Tần Ngụy thì sẽ đơn giản như thế sao? Và lại, Hồng Ấn cũng không phải hạng dễ đối phó. Hai người bọn họ đích thân tới, cậu cho rằng Tiêu Chính Văn qua được pháp nhãn hai người bọn họ hay sao? Khổng Tề Thiên vẫn rất có niềm tin vào Điền Văn và Hồng Ấn có thể lưu danh sử sách, hơn nữa trong niên đại nhân tài xuất hiện nhan nhản thời chiến quốc, có thể trở thành nhân vật tiêu điểm vạn người trông vào, có ai không phải là con cưng của trời. Pháp nhãn, ông đề cao bọn họ quá rồi, Võ Anh Hào nhấp một ngụm trà thơm, bình thản nói. Không thể không nói, Tiêu Chính Văn quả thực khiến cho tôi phải kinh ngạc, vậy mà lại suýt giết chết một phân thân của tôi. Thế nhưng cậu có biết so với cậu chủ chiến quốc thì Tiêu Chính Văn thiếu gì hay không? Khổng Tề Thiên cao ngạo chất vấn. Thứ ông muốn nói chẳng qua chỉ là xuất thân mà thôi, ông tự nhận mình xuất thân cao quý, có thể áp chế người khác, thế nhưng sự thực thì chưa chắc. Nếu không thì sao ông lại bỏ lỡ mất Thánh Huyết Đế Tuấn, Võ Anh Hào lạnh lùng hỏi ngược lại. Hừ, ông đừng có quên, nếu như không phải vì ông xuất thân từ thế gia của nữ đế thì hiện tại ông cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Có tư cách gì mà ngồi ở nơi này uống trà đàm đạo cùng tôi? Sắc mặt của Khổng Tề Thiên lập tức trở nên khó coi, thậm chí trong mắt còn ẩn hiện cả sát khí. Sao thế, muốn giết tôi à? Nhà họ Khổng có dũng khí khai chiến với nhà họ Võ sao? Điền Văn sẽ trơ mắt nhìn ông vì việc nhỏ để mất việc lớn sao? Mặc dù Tề Thiên Thư Viện là thế lực của nhà họ Khổng, thế nhưng Điền Văn chỉ tôn nho chứ không tôn Khổng. Chỉ cần ông dám ra tay,
Tôi dám khẳng định Điền Văn chắc chắn sẽ giết ông trước tiên, sau đó bắt gia chủ của nhà họ Khổng mấy người đích thân tới nhà họ Võ nhận tội. Võ Anh Hào đối diện với sát khí ngút trời của Khổng Tề Thiên nhưng không một chút e sợ, biểu cảm lại cực kỳ ung dung kiên định. Nói hay lắm, cuối cùng không phải cậu vẫn phải nương nhờ vào nhà họ Võ hay sao? Vậy nên điều này cũng chứng minh được cách biệt giữa Tiêu Chính Văn và mấy người Điền Văn. Đương nhiên, cậu không giống với Tiêu Chính Văn, cậu là truyền nhân của nhà họ Võ, thậm chí còn là truyền nhân mà nữ đế đích thân lựa chọn. Vậy nên tôi mới cảm thấy tôi và cậu nên liên thủ lại chứ không phải liên thủ với Tiêu Chính Văn. Khổng Tề Thiên vừa uống trà vừa móc nối với Võ Anh Hào. Liên thủ với ông, hừ, Võ Anh Hào khinh thường bật cười lạnh lùng. Sao hả? Lẽ nào cậu còn có lựa chọn khác sao? Ngay cả nhà họ Chu cũng đã khuất phục nhà họ Khổng rồi, Hoàng thất Lý Đường hiện tại còn dám cạnh tranh với nhà họ Khổng chúng tôi sao? Cậu cho rằng với thực lực của nhà họ Võ thì có thể lo cho thân mình được à? Loạn thế sắp tới rồi, đoàn kết mới là cách sinh tồn duy nhất. Khổng Tề Thiên vừa mới thốt ra lời này, trên mặt Võ Anh Hào lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhà họ Chu, nhà họ Lý đã nghiêng về phía nhà họ Khổng rồi ư? Nếu thật sự là như thế thì hậu quả ngay tới Võ Anh Hào cũng không dám tưởng tượng. Nhà họ Võ hiện tại đã không còn đường lui nữa rồi, căn bản không thể liên thủ với nhà họ Khổng. Phải biết rằng, Thượng quan Uyển Nhi đã gia nhập vào Điện Thần Long, nói cách khác, nhà họ Võ hiện tại chỉ có thể quyết đấu một trận, vào sinh ra tử cùng với Điện Thần Long. Đối kháng với nhà họ Khổng, bên phía nhà họ Võ còn có sự ủng hộ của nhà họ Doanh, thêm cả nhà họ Bạch cũng đứng về phía Tiêu Chính Văn. Chỉ điểm này đã không cần phải sợ nhà họ Khổng rồi. Thế nhưng mấy gia tộc lớn bên trong hoàng tộc đều đứng bên phía đối lập thì kết quả sẽ hoàn toàn khác. Mặc dù trong lòng hết sức kinh ngạc nhưng trên mặt Võ Anh Hào vẫn nở một nụ cười lạnh lùng, nói, 26 đế dưới triều Chu Minh Vương đều chết trong tay nhà họ Khổng, bọn họ sẽ đứng về phía nhà họ Khổng sao? Không phải ông đang nói đùa với tôi đấy chứ? Hoàng thất Lý Đường, từ sau Huyền Tông, có ai không bị nhà họ Khổng ông hạ độc chết? Bảo Hoàng thất Lý Đường đứng về phía nhà họ Khổng, trừ phi trời long đất lở. Nghe tới đây, sắc mặt của Khổng Tề Thiên chợt biến đổi. Cậu biết thật sự không ít nhỉ, để tôi đoán xem nhé, cậu là cháu ngoại của nữ đế nhỉ. Ngay cả cái tên Võ Anh Hào này nói không chừng cũng là giả. Vẻ mặt của Khổng Tề Thiên đột nhiên đanh lại, lạnh lùng chất vấn. Nếu như không phải người của niên đại nữ đế thì căn bản không thể biết những chuyện phía sau này. Thiên tử đại đường sau đường Huyền Tông gần như đều chết trong tay phi tần bị quan văn mua chuộc. Đồng thời, tới thời đại Đại Minh, nho sinh vẫn làm theo như vậy, bao gồm cả hoàng đế Hồng Vũ, tất cả hoàng đế của nhà họ Chu gần như đều bị hạ độc chết. Đây cũng là lý do tại sao trước chiến dịch Tĩnh Nan, Chu Đệ vừa mới nhận được sắc lệnh và binh phù của Chu Nguyên Chương thì cũng nhận được thánh chỉ mà Chu Doãn Văn giả mạo, khiến cho ông ta phải trở về Yên Kinh. Dù gì Chu Nguyên Chương cũng bị hạ độc chết, chỉ cần bị Chu Đệ thấy được di hài của Chu Nguyên Chương thì mấy người Tề Thái và Hoàng Tử Trừng nhất định sẽ bị Chu Đệ diệt trừ cả gia tộc để thị chúng với đại tội phản quốc giết vua. Những đoạn lịch sử chân thật này cũng chỉ có thành viên nòng cốt lãnh đạo của nhà họ Khổng mới biết rõ. Võ Anh Hào cũng nắm rõ nó như lòng bàn tay, điều đó chỉ có thể nói lên rằng Võ Anh Hào thật ra căn bản không phải là thế hệ thanh niên của nhà họ Võ mà là người của niên đại nữ đế. Thân phận của tôi không phiền ông phải nhọc lòng, có điều như tôi đã nói, nhà họ Khổng mấy người vì bán đứng Đại Minh, thậm chí không tiếc hạ độc giết đế vương, nhà họ Chu không thể đứng về phía nhà họ Khổng được. Nhiều nhất thì chỉ là mấy kẻ nghịch tử không ra gì, giống như Chu Thụy Chân mới có thể quy phục nhà họ Khổng mấy người. Còn về Hoàng thất Lý Đường thì nghĩ cũng đừng nghĩ tới. Vậy nên mấy lời uy hiếp kia, tôi thấy ông cũng không cần phải nói thêm nữa đâu. Võ Anh Hào cười khẩy nói. Ha ha ha, Khổng Tề Thiên ngửa mặt cười lớn, xem ra tôi đoán không nhầm. Vậy thì cũng nói lên rằng năm đó lúc nữ đế chết, cậu đã trưởng thành rồi. Chỉ là không biết cậu có biết năm đó là ai đã sắp đặt vụ đảo chính trong cung đình không? Là ai tới cuối cùng đã dồn nữ đế vào chỗ chết? Khổng Tề Thiên vừa nói lời này ra, Võ Anh Hào đã quay ngoắt đầu lại nhìn về phía Khổng Tề Thiên. Ông nói cái gì? Thấy biểu cảm của Võ Anh Hào cuối cùng cũng biến đổi, Khổng Tề Thiên mới cười lớn nói, nếu như muốn giết chết một người già, đặc biệt là người già đang nắm quyền kiểm soát quốc gia, cách tốt nhất chính là lợi dụng tình thân. Hổ ác không ăn thịt con. Không không không,
Cách thế hệ mới là thân nhất, vậy nên Lý Long Cơ chẳng qua chỉ là một quân cờ trong tay tôi mà thôi. Mặc dù nữ đế đã nhìn thấu tất cả mọi kế hoạch của tôi, thế nhưng bà ta sao có thể nhẫn tâm giết chết Lý Long Cơ chứ? Thế nhưng tôi lại có thể dùng Giang Sơn Lý Thị làm mồi nhử, khiến cho Lý Long Cơ giết chết nữ đế. Là ông, Võ Anh Hào nghiến răng, phẫn nộ nhìn Khổng Tề Thiên. Lúc này Võ Anh Hào chỉ hận không thể xé xác uống máu ông ta. Ha ha, sao hả, tiếp theo đây có phải định khai chiến với nhà họ Khổng chúng tôi hay không? Hay là tuyên chiến với Tề Thiên thư viện của tôi, Khổng Tề Thiên không chút sợ sệt. Thật ra thứ mà Khổng Tề Thiên muốn có chính là quyền kiểm soát tuyệt đối với nhà họ Khổng. Chỉ xét riêng điểm này thì Điền Văn đã trở thành hòn đá ngáng chân ông ta rồi. Muốn trừ khử Điền Văn, Khổng Tề Thiên không thể lộ diện, cách tốt nhất chính là mượn thế lực bên ngoài đã thẳng tay loại trừ hai anh em Điền Văn. Tới lúc đó, nhà họ Khổng chính là thiên hạ của một mình ông ta rồi. Khổng Tề Thiên, ông không hổ là truyền nhân của nhà họ Khổng, đúng là đê tiện vô liêm sỉ tới cực hạn. Mặc dù Điền Văn không mang họ Khổng, thế nhưng cũng từng dốc hết tâm huyết cho nhà họ Khổng, để ông có thể kiểm soát nhà họ Khổng, thậm chí ông còn muốn mượn con dao của nhà họ Võ chúng tôi để trừ khử Điền Văn. Khá khen cho ông có thể làm ra được chuyện này, với hành vi của ông, so với Khổng Khưu năm xưa có lẽ cũng chẳng kém bao nhiêu nhỉ. Có điều suy cho cùng, thứ mà ông lo lắng nhất vẫn là Tiêu Chính Văn. Ông không muốn nhà họ Khổng nội loạn là vì tới hôm nay ông vẫn chẳng thể xác định được Tiêu Chính Văn có bị trọng thương hay không. Ông càng lo sợ lại thất bại trong tay Tiêu Chính Văn thêm lần nữa. Bởi vì đây là phân thân có thực lực mạnh nhất của ông rồi, nếu như còn thất bại tiếp thì cơ thể thật sự của ông cũng chỉ có thể rời khỏi vùng ngoài vũ trụ để trở về báo thù. Tới lúc đó, ông đã mất đi mọi chỗ dựa. Đường đường là thế tử đứng ở vị trí số một trong nhà họ Khổng mà lại sợ một tiểu bối trong thế tộc. Đúng là nực cười quá mà. Võ Anh Hào lại vạch trần mưu kế của Khổng Tề Thiên, thế nhưng ông ta lại không hề bực tức. Sợ cậu ta, không tới mức đó, tôi chỉ là thận trọng mà thôi. Hiện giờ, cậu ta ở ngoài sáng, tôi ở trong tối. Nói thật thì trên người tên này nhất định có bí mật. Nếu không thì chưa tới 30 tuổi, ai có thể đạt được tới cảnh giới như cậu ta hiện tại. Thứ tôi cần chỉ là bí mật trên người cậu ta. Còn về tim rồng thì cứ để cho đám người trần tục kia tranh giành đi. Có bí mật của cậu ta, tôi tin rằng qua 100 năm nữa, tôi sẽ là vô địch thiên hạ. Vùng ngoài lãnh thổ, vùng ngoài vũ trụ, nói cho cậu biết, thế giới này còn rộng lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu. Thứ mà tôi cần, mấy người cũng chẳng thể tưởng tượng nổi đâu. Bí mật trên người cậu ta, dù đặt ở vùng ngoài vũ trụ thì cũng là kho báu không được lộ diện, cậu đâu thể hiểu được sự huyền ảo trong đó. Khổng Tề Thiên nói tới đây thì phá lên cười lớn. Nói cho tôi tin tức quan trọng như vậy, lẽ nào ông không sợ tôi truyền ra bên ngoài sao? Võ Anh Hào cười khẩy, nói. Ha ha, đương nhiên không sợ, cậu cũng không có cơ hội lan truyền ra bên ngoài. Hơn nữa, cậu không cảm thấy kỳ lạ sao? Tại sao nhiều hoàng tộc như vậy đều chưa hiện thân, thậm chí ngay cả bốn đại tướng của nhà họ Tư Mã cũng chưa hiện thân theo bốn cậu chủ của chiến quốc? Loạn thế sắp tới. Bọn họ là trụ cột vững vàng của nhà họ Tư Mã, không thể còn ẩn cư trong thời điểm này được. Khổng Tề Thiên vừa thốt ra những lời này, ngay tới Võ Anh Hào cũng kinh ngạc biến sắc. Lẽ nào, không sai, bọn họ đã đạt được sự đồng thuận với chúng tôi từ lâu, tới lúc đó hai nhà chúng tôi chia đều thành quả thắng lợi. Còn về Tiêu Chính Văn, Hồng Ấn đương nhiên sẽ giải quyết cậu ta, Khổng Tề Thiên cười nhạt, nói. Ông nói cái gì, mấy người lại còn câu kết với người của vùng ngoài vũ trụ. Mặc dù tất cả đã nằm trong sự liệu của Võ Anh Hào, thế nhưng anh ta vẫn cảm thấy không dám tin, người của nhà họ Khổng lại không có giới hạn tới vậy. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, hơn nữa, trước khi tới núi Bách Long, bên phía chiến trường vùng ngoài vũ trụ cũng sẽ có động tĩnh, mà Hồng Ấn vừa hay có thể đi tiền trạm cho cao thủ vùng ngoài vũ trụ. Còn về Tiêu Chính Văn, cậu ta đã là cái gai trong mắt Hồng Ấn từ lâu, cho tới bây giờ. Dù là cao thủ ở cảnh giới đế quân thì cũng chẳng có ai thoát được khỏi sự truy sát của Hồng Ấn. Vậy mới nói, nàng của Tiêu Chính Văn đã chẳng còn kéo dài thêm được bao lâu nữa rồi. Bây giờ chính là giây phút cuối cùng để cậu đưa quyết định, đứng là phía nhà họ Hồng chúng tôi là tiếp tục làm đồng đội với Tiêu Chính Văn đều do cậu quyết định. Khổng Tề Thiên cười khẩy nói. Hừ, nhà họ Võ của tôi tuyệt đối không thể câu kết với kẻ địch ở vùng ngoài vũ trụ được.
Dù có phải chết đứng thì tuyệt đối cũng sẽ không quỳ mà sống, Võ Anh Hào nói rồi đập bàn đứng dậy. Thế nhưng một giây sau, một luồng uy áp mạnh mẽ lại ấn anh ta quay trở lại vị trí cũ. Khổng Tề Thiên, ông dám giam tôi lại ư? Võ Anh Hào không thể ngờ được Khổng Tề Thiên lại dám toan tính với anh ta. Khổng Tề Thiên đắc ý cười nói, cậu yên tâm, tôi sẽ không giết cậu, cũng sẽ không làm cậu bị thương, chỉ là cần nhốt cậu ở đây vài ngày mà thôi. Cáo từ, nói xong, Khổng Tề Thiên đạp trên ánh sáng bay về phía núi Bách Long. Thế lực các phương khác lúc này cũng đã đồng loạt di chuyển tiến về phía núi Bách Long. Ngoài trừ phủ thành chủ của thành Thiên Đô, các thế lực khác dường như đều xuất hiện bên dưới chân núi Bách Long. Nghe nói Ngụy Vinh Kỳ dẫn theo cậu chủ Ngụy Báo của nhà họ Ngụy cũng đã tới núi Bách Long rồi. Không chỉ bọn họ, ngay cả Khổng Tề Thiên của nhà họ Khổng cũng đang đi về phía đó. Điền Văn cũng đại diện thành Thiên Đô tới núi Bách Long rồi, nghe nói hình như còn có nhân vật lớn cùng đi với hắn. Không chỉ như vậy, nghe nói Âu Lục cũng cử ra mấy đệ tử có thực lực cao tới rồi. Bọn họ cũng dám nhúng tay vào núi Bách Long. Lẽ nào không sợ bị bốn cậu chủ chiến quốc tiêu diệt sao? Ngay tức thì, cả vùng ngoài lãnh thổ đều bàn tán xôn xao chuyện của núi Bách Long. Chỉ là trong mắt mọi người, việc người của Âu Lục tìm tới núi Bách Long rõ ràng chẳng khác gì tự tìm đường chết. Năm đó Ngụy Vinh Kỳ trong số bốn cậu chủ chiến quốc chỉ vì một con chó của kẻ tôi tớ trong nhà bị người của Âu Lục giết chết đã đích thân lãnh đạo bốn cậu chủ chiến quốc giết tới Tây Vực, tất cả vương thất và tông môn của Âu Lục, bao gồm cả giáo hoàng đều bị sát hại. Cuối cùng, vẫn là giáo hoàng bên phía Âu Lục phải đích thân ra mặt, dùng đầu của mười mấy quốc vương để làm vật tế cho con chó kia, lại đích thân quỳ trước mộ của con chó đó 10 ngày 10 đêm để nhận tội thì mới khiến cho Ngụy Vinh Kỳ hạ hỏa. Bây giờ bọn họ còn dám chạy tới núi Bách Long để tranh đoạt bảo vật. Lúc này, không ít tông môn vùng ngoài lãnh thổ có liên quan tới thế tục đều mang máy quay của thế tục tới, phát sóng trực tiếp cảnh tượng ở núi Bách Long. Dù gì tất cả mọi thế lực đẳng cấp của vùng ngoài lãnh thổ đều quy tụ tại núi Bách Long, cảnh tượng lớn như vậy nghìn năm mới có một lần. Lẽ nào cậu Tiêu không nhận được tin sao? Lúc này, ngay cả thế tục cũng đang lan truyền tin tức về núi Bách Long. Thế nhưng trong đám người lại không có bóng dáng của Tiêu Chính Văn, điều này không khỏi khiến cho đám người trong thế tục cảm thấy nghi hoặc. Đừng nói là Võ Tông, ngay cả năm đại danh Sơn cũng không dám nhắc tới cái tên Tiêu Chính Văn. Dẫu sao ba chữ đó cũng đã trở thành điều cấm kỵ. Nghe nói núi Bách Long sắp có bảo vật thiên địa xuất thế, cậu Tiêu sẽ không khoanh tay đứng nhìn mới phải. Không ít người cũng bắt đầu bàn tán xôn xao trên mạng. Dù gì Tiêu Chính Văn cũng chính là hy vọng của cả Hoa Quốc, thậm chí là cả thế tục, bất cứ một bộ bảo vật thiên địa nào xuất thế, bọn họ đều thật tâm hy vọng người có được bảo vật này sẽ là Tiêu Chính Văn chứ không phải bốn cậu chủ chiến quốc. Mãi tới đêm ngày hôm đó mới có tin tức chính xác từ vùng ngoài lãnh thổ truyền ra. Tiêu Chính Văn bây giờ đã bị trọng thương, sợ rằng lần này không có duyên với bảo vật thiên địa rồi. Tin tức này vừa được truyền ra, cả Hoa Quốc đều giống như bùng nổ. Ăn nói linh tinh, cậu Tiêu sao có thể bị thương được? Không sai, vua Bắc Lương năm đó một địch 10 cũng chưa thấy bị thương lần nào. Theo tôi thấy, đây nhất định là tin đồn thất thiệt, đợi lát nữa cậu Tiêu xuất hiện, xem bọn họ còn lời gì để nói hay không. Lúc này, dù là trên các diễn đàn lớn hay Twitter đều bàn tán về chuyện Tiêu Chính Văn bị thương. Thế nhưng đại đa số mọi người căn bản đều không tin tin tức này là thật. Dù gì thì chiến tích của Tiêu Chính Văn cũng huy hoàng tới độ nào cơ chứ. Hơn nữa cả chặng đường anh đi, bản thân đã là một nhân vật giống như thần thoại rồi, có lần nào không phải xoay chuyển càn khôn dưới tình cảnh cực kỳ bất lợi. Lần này, Tiêu Chính Văn nhất định vẫn có thể tạo ra kỳ tích. Gần như tất cả mọi người đều tin tưởng Tiêu Chính Văn nhất định có thể anh dũng trở về. Thậm chí ngay cả bên phía Âu Mễ cũng phát ra vô số âm thanh ủng hộ Tiêu Chính Văn. Nếu như chỉ nhìn từ góc độ của thế tục thì Tiêu Chính Văn cũng coi như kẻ địch của Âu Mễ, thế nhưng nếu như nhìn từ góc độ của cả trái đất thì Tiêu Chính Văn lại đại diện cho cả thế tục. Vinh nhục của Tiêu Chính Văn cũng có liên quan tới chuyện vui buồn của phía Âu Mễ. Không chỉ có thiên tử Hoa Quốc đang quan sát màn hình điện thoại và mong chờ Tiêu Chính Văn xuất hiện, ngay cả không ít lãnh đạo cấp cao các nước Âu Mễ cũng đang căng thẳng ngồi trước màn hình, lòng nóng như lửa đốt mong ngóng Tiêu Chính Văn mau chóng xuất hiện. Vua Bắc Lương của Hoa Quốc sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Cậu ta nhất định sẽ xuất hiện. Hừ, chúng ta đều từng giao đấu với vua Bắc Lương,
Sự đáng sợ của cậu ta không chỉ trên phương diện vũ lực mà còn là sự ngang tàng trước nay chưa từng có. Nếu nói cậu ta bị người ta đánh bị thương thì có đánh chết tôi cũng không tin. Một nguyên soái lục quân của Âu Lục đập tay lên trên mặt bàn, phẫn nộ gầm lên. Thế nhưng chưa tới 5 phút, tin tức này đã được kiểm chứng từ phía người nhà họ Trương ở Thiên Sơn. Dù gì Trương Lăng Phong cũng vừa từ vùng ngoài lãnh thổ trở về thế tục, lúc Tiêu Chính Văn bị thương thì hắn cũng có mặt. Người nhà họ Trương vừa phát ngôn, gần như các cơ quan truyền thông trên toàn thế giới đều như bùng nổ. Không một ai muốn nhìn thấy Tiêu Chính Văn bỏ mạng như thế, càng không muốn trở về thời đại bị vùng ngoài lãnh thổ tùy ý ức hiếp. Có thể nói, Tiêu Chính Văn bị trọng thương, bị ảnh hưởng không chỉ có một mình Tiêu Chính Văn, càng không chỉ là một mình Hoa Quốc. Mà cả thế tục đều sẽ bị tác động, thế tục đang sục sôi, bên dưới chân núi Bách Long cũng hết sức náo nhiệt. Bởi vì lần này không chỉ có thế lực các phương của Đông Vực đều tới đầy đủ mà ngay cả ba khu vực khác cũng cử sứ giả và đại diện tới. Thậm chí ngay cả Bắc Vực bị huyết tộc bá chiếm cũng cử ra 10 đại diện. Hơn nữa còn có không ít cậu chủ từ các nước thời kỳ chiến quốc, còn cả không ít cao thủ ở cảnh giới đế quân của các thế gia ẩn cư ở vùng ngoài lãnh thổ cũng đích thân tìm tới nơi. Mấy thế tử của gia tộc Xixis bên phía Phi Lục mạnh quá nhỉ, không ít nhân vật lão làng đồng loạt nhìn về phía tây nam, mấy nam thanh niên có dáng người cao lớn, làn da đen sạm cảm thán nói. Bởi vì gia tộc Xixis thống trị Phi Lục mấy trăm năm, có thể nói bọn họ chính là đại biểu duy nhất có chỗ đứng của Phi Lục. Vậy nên đám người bọn họ cũng nhận được sự chú ý từ rất nhiều thế lực của Đông Vực. Mà trong số mấy nam thanh niên có nước da sạm đen lại có một cao thủ ở cảnh giới đế quân đỉnh cao cũng trà trộn vào bên trong, đi tới với đám con cháu nối dõi của Xixis. Không ít người đều cảm thấy khó hiểu nhìn về phía cao thủ ở cảnh giới đế quân kia, lần trước bốn cậu chủ lớn không phải đã tắm máu Âu Lục và Phi Lục rồi hay sao? Sao mới có 1000 năm ngắn ngủi mà Phi Lục lại xuất hiện thêm một cao thủ ở cảnh giới đế quân rồi à? Bây giờ cũng chỉ có một cách giải thích mới có thể nói rõ được, đó chính là Phi Lục đã điều một bộ phận cao thủ từ chiến trường vùng ngoài vũ trụ trở về. Cùng lúc này, tiếng sấm rền không ngừng vang vọng khắp bầu trời các phương. Tia sét chằng chịt như màn mưa, không khí của cả ngọn núi Bách Long đều trở nên cực kỳ quái lạ, dường như đất trời đều sắp sửa bị khí tức cường đại này làm nhiễu loạn. Trong những người này, người cường thế nhất phải kể tới Hồng Ấn. Thậm chí lúc ông ta vừa mới hiện thân thì cả màn trời đêm đều khẽ rung lên. Giống như trong bầu trời có vô số ngôi sao băng đang rơi xuống. Vô số ánh sao nối thành một cái đuôi dài vắt ngang qua nền trời, ánh sao rải khắp mặt đất. Hồng Ấn lúc này cũng giống như thiên tiên, cao ngạo đứng giữa khoảng không trên đỉnh núi Bách Long. Hầu như tất cả các cao thủ đều xuất hiện tại núi Bách Long cùng một lúc, nhưng hai cậu chủ chiến quốc là Hoàng Yết và Điền Khải không xuất hiện. Lúc này, núi Bách Long giống như thương long thức tỉnh, một tia sáng xuyên thấu trời đất, phóng thẳng lên trời. Một luồng uy lực mạnh mẽ từ trên trời tỏa ra bao phủ bốn phía. Một số tiểu bối thực lực yếu liền quỳ xuống trước sức ép của uy lực này. Trong vùng núi sâu của núi Bách Long, một khu vực rộng lớn đột nhiên xuất hiện. Luồng sáng kia tỏa ra từ đây, phóng thẳng lên trời. Nhiều người thậm chí còn nhìn ra bóng hình của rồng thật. Sao lại xuất hiện bóng hình của rồng thật, nơi này thật sự liên quan đến long tộc sao? Nhìn thấy cảnh tượng này, không ít người kinh ngạc kêu lên. Bọn họ vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy hình bóng của trăm con thần long bay lên. Người trong giới thế tục nhìn thấy cảnh tượng này cũng hít sâu một hơi. Lẽ nào nghĩa trang Bách Long trong truyền thuyết là thật sao? Lúc này, không ít tiền bối nhớ tới vùng đất hoang được ghi lại trong Sơn Hải Kinh. Người ta nói rằng đã có hàng trăm con rồng được chôn cất ở đó. Nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy nghĩa trang Bách Long trong giới thế tục. Khi nhìn thấy bóng hình của thần long, nhiều người lập tức liên tưởng đến Sơn Hải Kinh. Lẽ nào nội dung trong Sơn Hải Kinh còn bao gồm cả thế giới ở vùng ngoài lãnh thổ? Nói cách khác, ở thời thượng cổ, vùng ngoài lãnh thổ và giới thế tục vốn là một thể thống nhất, sau đó mới bị người ta chia cắt. Rất nhiều người có chung suy đoán này. Dù sao nguyên văn của Sơn Hải Kinh quá bí ẩn, nhiều loại vật quý hiếm bọn họ còn chưa từng nghe đến chứ đừng nói là nhìn thấy. Thậm chí rồng được ghi trong Sơn Hải Kinh cũng trở thành một loài trong truyền thuyết. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người trong giới thế tục không còn nghi ngờ tính chính xác của Sơn Hải Kinh nữa,
bởi vì vô số bóng hình rồng thật đã nói cho họ biết rồng thật sự tồn tại. Không còn gì kinh ngạc hơn khi tận mắt nhìn thấy rồng trong truyền thuyết. Lẽ nào đây là thần long trong truyền thuyết của Hoa Quốc? Không, không phải truyền thuyết, thứ này thật sự tồn tại, hơn nữa chúng đã thống trị trái đất hàng vạn năm. Nếu bộ Sơn Hải Kinh của Hoa Quốc là thật thì thế giới này thật điên rồ. Không ít đại đế của Âu Lục và Mỹ Lục cũng vô cùng kinh ngạc trước cảnh tượng này. Bên kia, Tiêu Chính Văn đã rời khỏi núi Bách Long, nhanh chóng đến cổng Tề Thiên Thư Viện. Lúc này, Khổng Tề Thiên đã đến núi Bách Long. Tiêu Chính Văn liếc nhìn khoảng sân nhỏ trong Tề Thiên Thư Viện, nơi Võ Anh Hào bị giam, rồi đưa tay lên phóng ra một luồng khí tức đáng sợ. Ai, Tề Thiên Thư Viện nằm trong phạm vi thế lực của nhà họ Khổng, từ xưa đến nay không ai dám xâm phạm. Cho dù Khổng Tề Thiên không ở trong thư viện, nhưng vẫn có các cao thủ đế cảnh canh gác. Thậm chí còn có vài cao thủ cảnh giới đại đế do Điền Văn dẫn tới. Lúc này, bọn họ cũng đang canh giữ xung quanh Tề Thiên Thư Viện. Khí tức của Tiêu Chính Văn vừa tỏa ra, đã bị cao thủ đế cảnh cấp 3 phát hiện. Dù sao trong Tề Thiên Thư Viện cũng có đại trận hộ sơn, sự dao động khí tức từ bên ngoài sẽ kích hoạt cảnh báo của đại trận hộ sơn. Nhưng người kia còn chưa kịp định thần lại, Tiêu Chính Văn đã ra tay. Vẫn là áo đen, vải che mặt đen, phóng ra một tia sáng thần bí. Cửu Châu Đinh tỏa ra ánh sáng, kéo theo một cái đuôi dài, phủ xuống. Không có bất kỳ trận pháp nào, chỉ có sức mạnh thuần túy, nhưng dù sao đây cũng là Cửu Châu Đỉnh, cho dù chỉ dùng sức mạnh thuần túy thì cũng không thể coi thường. Đòn tấn công này gần như san bằng khoảng sân giam giữ Võ Anh Hào. Ai, Cửu Châu Thần Đỉnh, vừa dứt lời, Cửu Châu Đỉnh đã hạ xuống. Hừ, đi mòn giày sắt tìm không thấy, không tốn công sức lại tìm ra. Không ngờ ngồi yên trong nhà lại có người dâng Cửu Châu Thần Đỉnh đến cửa. Một vị đại đế chế nhạo. Dù sao đây cũng là địa bàn của bọn họ, lại có đại trận hộ sơn, bọn họ đương nhiên có ưu thế hơn. Chỉ cần đối phương không phải cao thủ thiên cảnh thì đừng hòng sống sót bước ra khỏi Tề Thiên Thư Viện. Quả nhiên, cái đỉnh lớn vừa hạ xuống khoảng sân, một màn ánh sáng xanh tỏa ra, che phủ cả khoảng sân. Khác với lần trước giết Triệu Xá, thứ mà Tiêu Chính Văn phải đối mặt lần này là đại trận hộ sơn còn sót lại từ thời cổ đại của Tề Thiên Thư Viện. Khi đại đỉnh khổng lồ chạm vào bức màn ánh sáng xanh tạo ra một tiếng động lớn kinh thiên động địa. Rầm, tiếng động lớn làm cho tất cả các ngôi nhà trong bán kính vài km sụp đổ. Mặc dù đại trận hộ sơn của Tề Thiên Thư Viện đã được truyền lại từ thời xa xưa, nhưng Cửu Châu Thần Đỉnh lại mang sức mạnh Cửu Châu, cũng không hề tầm thường. Khi hai thứ va chạm, không khí cũng rung chuyển theo. Cả hai đều là vũ khí thượng cổ, mặc dù đại trận hộ sơn và Cửu Châu Đỉnh đều không hề hấn gì, nhưng một luồng sức mạnh mạnh mẽ lại lao thẳng đến Tiêu Chính Văn. Nếu là người khác, e rằng lúc này đã bị đánh cho tan nát. Nhưng Tiêu Chính Văn chỉ lùi lại một bước. Nhìn thấy cảnh này, ngay cả vị đại đế vừa chế nhạo cũng phải thầm kinh ngạc. Theo dự tính của hắn, Tiêu Chính Văn không ra tay thì sẽ không sao, nếu dám ra tay, chắc chắn sẽ biến thành cho tàn trong chốc lát. Nhưng kết quả là Tiêu Chính Văn không hề biến thành cho tàn, mà thậm chí còn không mất một sợi tóc nào. Mạnh thật, lúc này, mấy vị cao thủ đại đế khác cũng vội vàng chạy tới. Trước khi rời đi, Khổng Tề Thiên đã giao Võ Anh Hào và Tề Thiên Thư Viện cho bọn họ canh giữ, nếu có sai sót gì, cho dù Khổng Tề Thiên không trách bọn họ, thì bọn họ cũng cảm thấy áy náy. Dù sao Võ Anh Hào cũng là nhân vật quan trọng sẽ quyết định nhà họ Khổng và nhà họ Võ sẽ đấu hay hòa, hơn nữa, Khổng Tề Thiên còn nói ra rất nhiều bí mật của Tiêu Chính Văn. Nếu Võ Anh Hào trốn thoát, hậu quả sẽ rất khó lường. Cho dù anh có lực chiến mạnh mẽ, nhưng chỉ cần chưa đạt đến thiên cảnh thì cũng chẳng là gì trước mặt tôi. Một trong những vị cao thủ đại đế lạnh lùng nói. Hắn là tay sai của Điền Văn, đã theo Điền Văn từ thời kỳ chiến quốc. Sau mấy ngàn năm, hắn đã đạt đến cảnh giới đại đế đỉnh cao. Hơn nữa người đi theo bốn cậu chủ chiến quốc đâu phải là người bình thường. Từ mấy trăm năm trước, hắn đã tự tay giết một vị cao thủ cảnh giới đế quân. Cảnh giới đại đế đấu với đế quân. Không chỉ thừa thắng xông lên, mà còn chém đối phương trong vòng ba chiêu, chỉ riêng từ điểm này, có thể thấy người này không tầm thường. Vì vậy hắn mới có đủ tự tin để nói những lời này.
với thực lực của hắn, cộng thêm đại trận hộ sơn, cho dù Tiêu Chính Văn là cao thủ đế quân thì cũng đừng hòng sống sót thoát khỏi đây. Hôm nay bất kể là ai, ngay cả Hoàng Yết, một trong bốn cậu chủ thì cũng không thể thoát chết. Dù sao hắn cũng không phải người duy nhất bảo vệ Tề Thiên Thư Viện, mà còn có bốn vị cao thủ cùng cảnh giới với hắn, tất cả đều có mặt. Nếu bọn họ hợp lực, ngay cả Điền Khải cũng phải cẩn thận. Bùm, Tiêu Chính Văn lại lật bàn tay, Cửu Châu đỉnh cũng lật lên trời, sau đó tỏa ra ánh sáng trắng, rơi xuống đại hộ trận pháp trên khoảng sân. Nhìn thấy cảnh này, đám người bảo vệ Tề Thiên Thư Viện đều sững sờ tại chỗ. Cùng lúc đó, vị cao thủ đại đế kia cũng ra tay. Chỉ với một nhát kiếm, khoảng trống phía sau Tiêu Chính Văn đã bị cắt thành hai mảnh. Nhưng bóng hình của Tiêu Chính Văn như hư ảo, không hề bị ảnh hưởng. Sao, sao có thể như vậy? Chịu một kiếm của Điền Trần, mà lại có thể bình an vô sự. Đám người ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Chính Văn đang kiêu ngạo đứng trên không trung. Thanh kiếm đó có thể cắt xuyên qua hư không, vậy mà Tiêu Chính Văn vẫn bình yên vô sự, trừ khi thứ xuất hiện trước mặt là ảo ảnh của Tiêu Chính Văn, nếu không Tiêu Chính Văn không thể thoát được. Nhưng, rõ ràng Tiêu Chính Văn đang đứng ở đó, lẽ nào Tiêu Chính Văn là, bọn họ còn chưa kịp định thần lại, Tiêu Chính Văn đã phất tay còn lại, một tia sáng bạc phóng ra. Con dao quân đội năm cạnh đã phóng ra, đối đầu với nhát kiếm thứ hai của Điền Trần. Hai thứ va chạm trên không trung, một luồng sóng khí mạnh mẽ bùng ra nghìn km. Phải nói rằng Điền Trần quả thực được coi là đại đế đứng đầu trong số đám người này, hắn có thể đỡ đòn của Tiêu Chính Văn, đã vượt xa cả Mạnh Hồng Nho. Hai, Tiêu Chính Văn bất lực thở dài. Anh không muốn chém giết, nhưng hôm nay anh phải phá đại trận hộ sơn của Tề Thiên Thư Viện để đưa Võ Anh Hào đi. Muốn trách, chỉ có thể trách đám người Điền Trần thiếu may mắn. Hôm nay nhất định phải chết ở Tề Thiên Thư Viện. Cùng với đòn tấn công được tung ra, một vị cao thủ cảnh giới đại đế khác bên cạnh cũng ra tay, chém ngay về phía ngực Tiêu Chính Văn. Giờ phút này, Tiêu Chính Văn đối mặt với đòn tấn công của cả hai bên, nhưng không hề hoảng loạn. Cùng lúc đó, một vị cao thủ cảnh giới đại đế khác cũng đánh về phía Tiêu Chính Văn từ một hướng khác, hơn nữa còn chặn đường lui của Tiêu Chính Văn. Nhất thời, vô số đao kiếm lóe sáng như một tấm lưới lớn vô hình vây chặt Tiêu Chính Văn bên trong. Tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt, tuy vừa ra tay nhưng đã tạo nên thế cục khiến Tiêu Chính Văn chết chắc. Mấy người bọn họ, bất kể từ phương diện khí thế hay chiêu thức, cũng khủng khiếp hơn nhiều so với đám người Mạnh Hồng Nho. Dẫu sao đám người Mạnh Hồng Nho chỉ như đám tép diêu khi so sánh với đám người Điền Trần mà thôi. Điền Trần và bốn cao thủ cảnh giới đại đế này gần như đã đi theo bên cạnh Điền Văn từ lúc mới mười mấy tuổi. Mấy ngàn năm qua, họ cùng ăn cùng ở, cùng nhau tu hành võ đạo. Đã sớm hình thành sự thấu hiểu lẫn nhau, cho dù không nói lời nào, chỉ một ánh mắt cũng có thể sáng tỏ ý định của đối phương. Loại phối hợp gần như không có kẽ hở này chỉ cần ra tay đã chặn kín toàn bộ đường sống của Tiêu Chính Văn. Cho dù là cao thủ cảnh giới đế quân, đối mặt sự phối hợp cấp độ này cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Nhưng tiếc là bọn họ đối mặt với Tiêu Chính Văn một người đã trải qua trăm nghìn trận chiến. Tuy Tiêu Chính Văn còn chưa đến 30 tuổi, e rằng số tuổi vẫn chưa đạt tới số lẻ của mấy người họ, nhưng dẫu sao trong Thiên Sơn Thư Lục đã ghi lại biết bao tri thức uyên bác. Cộng thêm khả năng lĩnh ngộ của Tiêu Chính Văn hơn xa người thường, đạo cảnh đã cao đến mức bọn họ không thể đoán được nữa. Huống hồ vào mấy ngày trước Tiêu Chính Văn cũng đã ngộ ra cảnh giới quy chân, giờ phút này, đã sớm vươn lên một tầm cao mới. Có thể nói, ở phương diện đạo cảnh, Tiêu Chính Văn đã đủ để nhìn xuống mấy người họ rồi. Đối mặt thế tấn công dây dưa không dứt, Tiêu Chính Văn chỉ khẽ giơ tay lên, từng luồng kiếm khí đã bị chắn cách mấy thước, căn bản không cách nào tiến thêm chút nào. Ngay sau đó anh lại chỉ tay lên trời. Lúc này bầu trời đầy sao tựa như vô số sao băng đang rơi xuống. Vô số sao băng cùng ngọn lửa dài vô tận lũ lượt lao về phía đám người Điền Trần. Từng ngôi sao băng như được cài thiết bị định vị tinh vi rơi xuống đầu đỉnh đám người Điền Trần không lệch một ly. Chẳng lẽ không ai nói cho các người, tối nay sẽ có mưa sao băng sao? Tiêu Chính Văn cười nhạt nói. Trong nháy mắt, vô số sao băng đột nhiên rơi xuống, ngay cả đám người Điền Trần cũng kinh ngạc. Họ không kịp quan tâm đến Tiêu Chính Văn, mà rối rít giơ kiếm nghênh đón sao băng rơi xuống đầu. Ầm ầm ầm, cùng một loạt tiếng kim loại va chạm thảm thiết, mấy người họ gần như đồng thời phun ra máu.
Cậu lại có thể điều khiển sao trời ư? Giờ phút này Điền Trần khó mà giữ vững bình tĩnh được nữa. Là sao trên trời đó, Tiêu Chính Văn chỉ tay bừa một cái mà đã rơi xuống khoảng 100 ngôi sao. Đây quả thực là bút pháp của thần tiên. Tuy nói hắn đi theo Điền Văn mấy ngàn năm, nhưng cũng chưa từng thấy Điền Văn dùng thủ đoạn siêu nhiên cấp bậc này. Tôi đã nói với các người từ sớm là tối nay sẽ có mưa sao băng mà các người không tin. Tiêu Chính Văn dửng dưng bật cười, lặp lại lần nữa. Tiêu Chính Văn vừa dứt lời gần như số sao băng rơi xuống còn gấp 4 lần vừa nãy. Lúc cả bầu trời sắp bị sao băng phá vỡ tầng khí quyển, ngọn lửa đột nhiên bốc cháy nung đỏ mọi thứ. Giờ phút này, tựa như một khí tức tới từ viễn cổ đang hồi phục, trong u tối tựa như có thiên nhãn đang nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Bởi vì thần uy như này cũng chỉ có Hoàng đế đại chiến Sivu năm đó từng thi triển một lần. Trong u tối, ngay cả đất trời cũng giật mình với thần lực của Tiêu Chính Văn. Giờ phút này, vẻ mặt Tiêu Chính Văn lạnh tanh, không có cảm xúc vui mừng của người thắng, đôi mắt không buồn không vui. Tựa như tất cả mọi thứ xung quanh bao gồm núi sông, hoa cỏ cây cối cùng với bầu trời đầy sao cũng chỉ là một bộ phận trong cơ thể anh, cũng hợp làm một với ý thức của anh. Cái gọi là quy chân là hít thở cùng nhịp với cả thế giới đất trời này. Là mỗi một nhịp hô hấp hoàn toàn dung hợp với thế giới đất trời. Bất kể bầu trời đầy sao hay nơi u tối cùng trời cuối đất, đều trong suy nghĩ mà thôi. Giờ phút này, Tiêu Chính Văn lại giác ngộ thêm một tầng của quy chân. Trong nháy mắt Tiêu Chính Văn cũng hiểu ra, cái gọi là quy chân không phải thật sự trở về một cảnh giới nào, mà là hòa hợp. Một lòng một thể cùng vạn sự vạn vật trong thế giới. Thậm chí vật có sinh mệnh, hay không có sinh mệnh, tất cả mọi người, vật, chim muông thú vật. Cũng giờ phút này, vô số tia sáng đủ màu giống như vi sóng, tụ lại tầng tầng lớp lớp trên người Tiêu Chính Văn. Cậu ta lại sắp đột phá. Giờ phút này Điền Trần sợ đến nỗi da đầu tê dại. Loại nhân vật xuất chúng nào hắn cũng đã từng gặp, nhưng duy chỉ chưa từng thấy kiểu yêu nghiệt đang trong lúc khốn đốn sắp chết. Hơn nữa đang trong quá trình chiến đấu kịch liệt lại đột nhiên đột phá. Dẫu sao nơi này là Tề Thiên Thư Viện, không chỉ có mấy cao thủ cảnh giới đại đế bọn họ, còn có trận pháp bảo vệ áp chế. Tiêu Chính Văn đột phá dưới tình huống này, là coi thường thực lực bọn họ, hay miệt thị uy lực của trận pháp bảo vệ. Hơn nữa, một khi Tiêu Chính Văn đột phá thành công, cho dù hôm nay mấy người họ may mắn không chết, tin tức này truyền ra ngoài thì bọn họ cũng không còn mặt mũi gặp ai. Bất kể thế nào cũng không thể để cậu ta đột phá ở Tề Thiên Thư Viện. Điền Trần hét lớn một tiếng, lao người tới, xông về Tiêu Chính Văn trong nháy mắt. Mặc dù hắn đã quyết tâm liều chết, nhưng lúc này đã chậm một bước. Ngay khi vô số ánh sáng đủ màu tụ lại trên người Tiêu Chính Văn thì anh đã không còn ở đẳng cấp mà người như hắn có thể ngăn cản được nữa. Chỉ thấy khí tức quanh người Tiêu Chính Văn bỗng nhiên nâng cao. Dẫu sao đây là trạng thái đỉnh cao mà đạo cảnh và cảnh giới cùng đột phá, uy lực mạnh như thần linh, dù chỉ có một chút, cũng tuyệt không phải thứ người bình thường có thể ngăn cản. Đừng nói là mấy tên tay sai như Điền Trần, ngay cả hai anh em Điền Văn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Chính Văn đột phá. Tiêu Chính Văn bước tới một bước, góc Tây Bắc Tề Thiên Thư Viện lập tức sụp đổ, ngay cả trận pháp bảo vệ của Tề Thiên Thư Viện cũng hoàn toàn mất tác dụng. Đám đệ tử Tề Thiên Thư Viện ngơ ngác sững sờ khi nhìn thấy 1/5 Tề Thiên Thư Viện sụp đổ thành mảnh vụn. Ngay sau đó, Tiêu Chính Văn tùy ý phất ống tay áo, không dùng bất kỳ trận pháp nào cũng không hề nhúc nhích, chỉ dùng dao găm 5 cạnh đơn thuần đâm tới. Tựa như đất trời cũng đè ép xuống Tề Thiên Thư Viện theo động tác nhẹ nhàng thong thả của Tiêu Chính Văn. Đòn tấn công này gần như sánh ngang đất trời, trời đất cả thành Thiên Đô cũng rung chuyển. Ngay đến Võ Anh Hào bị giam lỏng trong căn phòng nhỏ cũng hoảng sợ. Giây kế tiếp, Tiêu Chính Văn lại bước tiếp một bước. Tòa bão tháp Nho Thánh ở trung tâm ở Tề Thiên Thư Viện sụp đổ ầm ầm. Bước chân này của Tiêu Chính Văn không chỉ dẫm xuống Tề Thiên Thư Viện, mà còn dẫm vào lòng tất cả đệ tử ở Tề Thiên Thư Viện. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 122.